Tôi chỉ xem cái máy khác xem điện thoại kia chưa. Có mất của mạng không? Thấy bây giờ mới bắt đầu có mạng kìa. Mạng chán lắm. Các chị ơi, mạng có ok không? Em ngồi dưới là em thấy mạng kém lắm luôn ấy. Xong là ánh sáng nó hơi tối ấy. Chị gái nào đã tham gia livestream rồi để lại cho em xin một chấm nhé. Hôm nay em xả hết kho luôn. Các chị biết là hôm nay tình trạng là Hà Nội quá là nhiều qua ca rồi đúng không các chị ơi? Quá là nhiều ca luôn, sợ quá. Trong nhà em thì có 3 tầng. Em sợ quá rồi các chị ạ. Chia sẻ livestream của em hôm nay em xả hết các chị luôn. Chấp nhận là xả lỗ thôi chứ. Thế này thì chắc là em không ấy được. Mọi người chấm bài viết lên của em này. Nhòe quá nhỉ. Có nhòe không hả các chị ơi? Em sao nhìn em nhìn nó tối không? Nó nhòe lắm ấy. Em nhìn nó tối và nhòe lắm. Mọi người ơi có ok không? Chất lượng có ok không nào? Không là tí nữa nhiều người xem được không? Không mờ không tối gì các chị. Không mờ không tối gì để em nhá. Đây áo nó mặc này. Mờ em ơi à, thế à, mờ à, các chị ơi. Rõ mà. Mọi người ơi, chia sẻ livestream của em với là hôm nay nhờ các chị chia sẻ nhá. Hôm nay nhờ các chị chia sẻ luôn, hôm nay em bán rẻ hết luôn, tất cả toàn bộ luôn. Nhá, bây giờ là chỉ có xả và xả hàng thôi. Áo nó mặc là chưa bán bao giờ cũng bán luôn các chị, giá xả luôn. Các chị nhá, chưa mặc bao giờ cũng bán luôn giá xả luôn. Mọi người chia sẻ livestream đẩy view lên cho em 4-500 người xem đi. 4-500 người xem đi nào, em xả luôn. Đầu livestream em tặng các chị luôn này. Đầu livestream có những cái mẫu này có 1-2 chiếc. Em tặng các chị đồng giá là đây. Đầu livestream em tặng các chị đồng giá là 45.000 đồng, được chưa? Các chị chia sẻ livestream cho em này. Mạng mẹ có ok không? Các chị ơi, đầu livestream có những mẫu là có 1-2-3 chiếc, em tặng các chị là đồng giá 45.000 đồng. 45.000 đồng và các chị hiện lên danh hiệu người chia sẻ. Áo đang mặc em xả luôn các chị luôn à. Bình thường em bán, các chị nhá, áo này thường em sẽ bán là 179.000. Đấy gọi là giá, gọi là bán đấy ạ. Hôm nay em bán luôn các chị 149.000 đồng luôn. Hôm nay em xả toàn bộ luôn những cái kiểu là áo chui này, đồng giá 120, 140, 150. Nói chung là rẻ ơi là rẻ luôn nhá. Em chạy dịch thôi các chị ơi, sợ dịch lắm rồi. Các chị nhá, chia sẻ livestream em này. Ôi trời ơi, cái áo len đẹp dày thế này. Trời ơi, cái áo len đẹp dày này 45k luôn, được chưa? Các chị chia sẻ livestream cho em tặng các chị 45k một cái áo len dày đẹp như thế này luôn. Nhá các chị nhá, chấm bài viết và chia sẻ livestream cho em với. Em sẽ đọc mã nhá, em sẽ đọc mã. Và các chị mai các chị mà thích mã nào thì bảo các bạn ấy dồn đơn nhá. Em sẽ hiện, nhưng mà bác nào phải chia sẻ livestream khoác phao á. Khoác phao có, tí nữa xả hết khoác phao luôn. Tí nữa xả toàn bộ, hôm nay em đã bảo là em sẽ xả kho mà các chị. Các chị biết là hôm nay Hà Nội ca cộng đồng bao nhiêu rồi ạ. Hôm nay toàn Hà Nội hơn 200k rồi. Và với cái tình trạng như thế này nữa thì thôi, trong nhà em thì đang có 3 tầng ngập tràn hàng luôn. Em bảo là thôi để ỉm hàng để từ giờ đến Tết bán, nhưng mà cuối cùng là tình trạng này em sợ quá rồi. Các chị nhát chia sẻ livestream cho em này. Đồng giá 45.000 cho một cái áo. Trời ơi, đỉnh cổ chóp luôn, chất rất là đẹp luôn. Chia sẻ livestream đẩy view lên cho em với nhá. Hiện lên danh hiệu người chia sẻ đi. Các chị ơi, áo đang mặc tí xả lỗ các chị 148.000 đồng thôi. Đã bảo là hôm nay em không, em xác định là em xả lỗ, sắp mặt cứ ngồi thế này là em xả lỗ mà các chị ơi, xả toàn bộ và xả đến khi nào hết hàng thì thôi. Các chị nhá, còn chuyện là bán hàng, có bán hàng ngay nữa không hay không thì phải xem vào tình hình dịch như nào. Còn bây giờ nhà em phải xả hàng đã. Nhá, mọi người chia sẻ livestream em với. Đầu livestream em xin phép xả luôn những cái áo này có 1-2 chiếc, em xả đồng giá 45.000. Cho em xin nút thả tim thả like thôi, hôm nay không xin phấn lộ đâu ạ. Chán phấn lộ rồi. Thôi thả tim thả like cho cái động lực đi. Cho em cái ủng hộ đi chứ thật sự từ đầu mấy hôm nay, từ cái hôm dịch em sợ chết lặng lề luôn các chị ạ. Lượng đơn nó giảm một lửa, xong là bom hàng rồi là hủy đơn quá trời luôn các chị ạ. Lượng đơn rồi là chốt thì nhiều, nhưng mà hủy đơn rồi là dồn đơn rồi là bom thì cũng gọi là quá lửa luôn.
chấm bài viết chia sẻ nhá. Mẫu này các chị ghi của em là gì ạ? Mẫu này các chị ghi của em là gì? Xả 50 đi. Xả 50 một chiếc 45.000, xả 50 một chiếc 45k, xả 50 một chiếc 45k. Những cái mẫu này là em xác định là xả lỗ. Em bán 180.000 xả lỗ các chị 45.000. Form của nó hơi nhỏ một tí. Đấy, các chị có thể mua cho con mình mặc cũng được các chị nhá. Chất thì siêu đẹp luôn. Đấy, các chị chia sẻ livestream cho em nhá. Sao live chỉ chia sẻ bạn bè được thôi nhỉ? Không biết Facebook nó bị làm sao các chị ơi. Nói chung là các chị chia sẻ livestream cho em một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai, hai lần trên hội nhóm lớn. Em không xin nhiều. Một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai, hai lần trên hội nhóm lớn. Chia sẻ giúp em 3 lần ở chế độ công khai để nó hiện lên danh hiệu người chia sẻ. Các chị nhá, để nó hiện lên danh hiệu người chia sẻ. Hôm nay gì cái gì em cũng bán áo phao, áo da, áo dạ. Áo phao tí xả 160.000, phao ghi lê được chưa? Ghi là xả 50 kèm số điện thoại, hiện lên danh hiệu người chia sẻ em mới chốt này. Đồng giá 45.000 này. Mẫu này các chị ghi ô em là xả trắng. Mã này ghi là xả trắng 45.000, nhanh tay cho em nhá. Mỗi mẫu có 1 2 chiếc em xả. Các chị phải chia sẻ livestream cho em với nhá. Chấm bài viết xả 50 cho chị Nghiêm Hoàn. Xả 50 cho chị Nghiêm Hoàn em ơi. Đây đã người chia sẻ rồi này các chị ơi. Bác nào nhìn thấy em rồi chấm chấm em cái. Xả 50 chị Nghiêm Hoàn. Xả trắng 45.000. Trời ơi, một cái áo chất len đẹp của chóp. Đỉnh của chóp luôn. Trời ơi, đẹp chưa? Xin phép thu hồi vốn nhá. 65.000. Đẹp quá này. Trời ơi, đẹp quá. 180 bán 60.000. Chia sẻ live stream cho em nhá. Xả trắng xong đến cái này ghi là xả lơ này. Riêng con xả lơ này em xin phép bán 65.000, đẹp quá các chị ơi. Ôi ôi, xả lơ này đẹp quá, chất không đẹp táp vào mặt nhung luôn. Chất không đẹp táp vào mặt nhung nhá. Này, chất len này. Ôi giời ơi. Này, này em kéo đi. Này. Này được chưa? Thế này nhá, em kéo đi, em kéo em xong em thả ra, em thả ra. Đấy, chất thế này được chưa? 65.000 đúng một chiếc rồi. Mẫu này các chị là xả lơ, xả trắng cho chị nào, xả trắng cho chị Nguyễn Bảo Ngọc Phan cứng 400 chị gái cho em xin lúc thả tim đi, cho em xin cái động lực đi. Ôi, sầu chết, mấy hôm nay sầu chết quá các chị ạ. Mẫu này các chị là xả lơ, 65.000 đồng, nhanh tay cho em này. Đây cũng lơ à, thôi tí nữa này. Đây, các chị ơi đẹp chưa? Này, toàn những cái áo mà vào mùa em bán 100, 120. Có những mã bán 150, 160 luôn. 45.000 đồng. Ghi của em là xả kẻ xanh. Mã này ghi là xả kẻ xanh. Xả kẻ xanh. Xả kẻ xanh. Xả lơ chưa chốt cho ai đâu các chị ơi. Nhanh tay này. Trời ơi chất đẹp như thế này. Trời ơi cái áo này mà mặc vào sơ vin vào phê không. 40 con này em không xả 45.000 được đâu. Con này em xả 60.000 nhá. Sơ vin vào đẹp lắm. Ôm vào body, ôm vào người. Xả lơ cho chị đang định chốt cho chị Phương An An. Thấy người theo dõi chán luôn. Xả lơ cho Huyền Đàn người chia sẻ. Xả lơ cho Huyền Đàn người chia sẻ. Mẫu vừa lấy các chị là xả kẻ nhá. L60 hôm qua là 40 đến tầm 62, 63 cân còn nhá chị nhá. Đây các chị ơi xinh lắm. Mẫu này các chị ghi của em là gì nhỉ? Mẫu này các chị ghi của em là xả trắng. Mẫu này ghi là xả kẻ trắng. Xả kẻ trắng 60.000 đồng. Con này mặc lên sơ-vi này, chất này. Hàng mới nhá, cam kết các chị hàng mới, hàng si đền các chị một gấp 100 lần được chưa? Đây là toàn bộ những mẫu mà em đã bán rồi. Bây giờ còn một chiếc bị bom về, hôm nay em mang ra tặng đầu livestream để mọi người chia sẻ livestream cho em. Xả kẻ xanh cho các chị ơi, xả kẻ xanh cho chị Thảo Đặng Thảo này. Không chia sẻ được các chị chấm bài viết, không chia sẻ được là chấm cho em đi để em tặng ở trong nhóm nào các chị ơi. Mẫu này các chị ghi là xả kẻ trắng 60.000 đồng nhá. Đẹp lắm, con này cực kỳ đẹp này. Sơ vin vào. Con này các chị không lấy em lấy đấy. Này, co giãn thoải mái luôn. Một chiếc thôi ạ. Bộ tí nữa này. Trời ơi, một cái áo len dày như thế này luôn. Một cái áo len dày như này luôn. Em bán là 180, xả lốt các chị 70.000 đồng. Kiểu em là xả đỏ 70k. Xả đỏ 70k. Xả kẻ trắng cho chị Nga Đinh Phan Tứng. Không chia sẻ được các chị chấm đi, em không nhìn thấy được chưa. Mẫu này các chị ghi em là xả, thế ghi là xả đỏ đi, em ưu tiên cho các bác trong nhóm. Bao nhiêu? 70.000 đồng. 70.000 nhá, bán 178 nhé. Chất len siêu dày và đẹp luôn nhá. 70.000 đồng. Những bác nào mà em ghi bình luận chụp ảnh màn hình inbox cho bên em nhá, hàng xả các chị mua kèm thêm một sản phẩm nữa để bên em gọi đến chốt đơn, không thì các chị inbox nhá, tùy các chị. Mẫu này em cũng xả luôn các chị là 45.000 đồng luôn này. Lơ này, buộc lơ cho em này, đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp luôn. Em tặng các chị tầm 10 chiếc nữa thôi nhá. Có thấy chị Đức Khuê bây giờ mới thấy này chị ơi.
Mẫu đây các chị ghi luôn là xả đỏ nhá. Đây, mẫu này các chị ghi là xả, cái này là xả, xả thủy thủ này. Đây là xả thủy thủ đi. Xả, xả thủy thủ 45.000 đồng. Toàn, eo ôi sao toàn mã đẹp thế này. Đẹp chưa? 60.000 đồng. Ghi em là xả gì? Mẫu này các chị ghi là xả, xả carian xanh. Mã này ghi là xả carian xanh. Xả carian đan xanh 60.000 đồng đúng không? Nốt một chiếc nữa là áo này đẹp. Toàn mã đẹp luôn này. Đẹp quá. Xả carian xanh. Mã nào chưa áo dạ tí có một chiếc bị bom về xả lốt. Xả đỏ cho chị Nguyễn Trang. Bên này không thấy comment luôn đấy. Các bác ơi, hình như bên này nó bị ẩn hàng mới chị ơi. Hàng này chỉ có một chiếc thôi, em tặng đầu livestream nhá. Còn những cái mẫu mà có nhiều chiếc tí nữa em bán sau. Còn hàng này là hàng một chiếc các chị ơi, em không bán hàng si. Các chị nhìn hàng thế này mà bỏ hàng si à. Mẫu này các chị view là xả pha. Xả pha 49.000 đồng, đẹp quá. Xả pha 49.000 đồng. Một chiếc thôi ạ. Lốt con này tặng lốt các chị này, đẹp chưa? Toàn cái con xinh luôn. Mẫu này các chị ghi là xả gì nhỉ? Mẫu này các chị ghi là xả 20. À xả là xả 60. Xả 60, chân váy tí nữa em sẽ xả. Hôm nay em ngồi dưới này là chỉ có xả các chị ơi, xả 60 nhá. Xả 60. Đấy bác nào comment nhanh cho em áo đang mặc là còn em thanh lý luôn các chị luôn nhá. Bình thường em bán 179, chưa bán bao giờ, hàng toàn là hàng em ỉ luôn để cho các chị, để khi nào lạnh em bán. Nhưng mà hôm nay các chị biết là dịch như nào đúng không ạ? Xả 60 cho chị tóc ngắn. Dịch như nào rồi đấy, hôm nay tình trạng Hà Nội nào, em xả toàn bộ kho luôn, ba tầng nhà em. Em cũng từ bây giờ trở đi em chỉ có xả hàng thôi, xả hết rồi tính sau các chị nhá. Xả thủy thủ cho chị Nguyễn Hường phan cứng được chưa? Xả thủy thủ được. Cho chị Nguyễn Hường này. Xả pha này, xả pha cho ai chưa nhỉ? Xả pha cho Đồng Hồng. Xả pha cho Đồng Hồng. Còn chưa xả carian xanh, cái con đẹp nhất thì chưa thấy comment luôn. Còn một cái con carian xanh xả lốt các chị luôn nhá. Mọi người chấm chấm em cái. Chấm chấm em nhá. Xả carian xanh cho chị Trần Thị Lương bên nhóm đi, không là mọi người bảo em thương vị. Chị Trần Thị Lương nhé. Tất cả những chị gái mà có một cái mã xả, vui lòng chọn thêm một chiếc nữa để hoặc là chụp ảnh màn hình inbox cho bên em. Nếu như là các chị đi một chiếc em vẫn tặng, nhưng mà các chị phải chuyển khoản trước, chứ một chiếc xong các chị bom hàng em chiếc đến ship của em luôn. Được chưa? Hoặc các chị có thể chọn thêm một chiếc thì mai bên em gọi điện. Thì các chị bảo là hôm qua chị được tặng như thế đấy, thì bà các bạn ấy ship kèm cho chị luôn. Được chưa? Lâu lắm không xem like Nhung à? Ừ, các chị quên em rồi. Được chưa? Áo nó mặc xả 148.000 đồng. Các chị nhìn hộ em này, form to, form rộng, form dấu quần chất len Nhung siêu dày và đẹp luôn. Em thanh lý luôn 148.000 dưới giá nhập luôn. Em bán 179 xả 148 có đúng 20 chiếc. Mẫu này các chị ghi hộ em là gì ạ? Mẫu này ghi hộ em này. Bắt đầu luôn nha. Mã này các chị bắt đầu là xả 1. Hôm nay chỉ có xả và xả thôi. Bắt đầu từ mã xả 1. Như em là xả 1. Xả 1 148.000 đồng. Các chị nhá. 179 xả 148. Ngồi này chỉ có xả lỗ thôi. Đúng 20 chiếc cho 20 chị. Đầu livestream chia sẻ livestream cho em luôn. Đấy, dịch giã thì em mới bán cái giá này các chị ơi. Dịch giã bây giờ thì em mới bán cái giá này. 400 chị gái cho em xin nút thả tim thả like đi các chị ơi. À, à gì xả một hôm qua hết sạch rồi còn gì, xong chưa? Mọi người lại comment là xả một rồi, thôi các chị comment là gì đây? Mẫu này paka hôm sau em sẽ xả, hôm nay thì xả toàn bộ áo len rồi là váy rồi là những cái hàng nhẹ, hôm sau thì sẽ lên tầng 2, hôm sau nữa lên tầng 3, tầng 3 là để paka. Mã này gọi là gì nhỉ? Từ từ ra chưa? Thôi cứ comment là xả 1 đi, cứ comment của em là xả 1 nhá. Đây, form rất là đẹp luôn, 40 đến tầm 65 cân là mặc vừa luôn cho em. 100 này, form to, form rộng, form dấu quần luôn. Xả 1 và nhớ phải lên số điện thoại cho em với. Các chị nhớ lên số điện thoại cho em đi nào chị ơi. Chị Vũ Thanh mới lên số cho em đi. Áo đang mặc là, các chị nhìn kỹ của em là chất của nó là chất len nhung. Thời tiết này các chị giận rất là ấm luôn cho em. Của có nhá, quần em đang bụng bầu đấy, bụng em đang bầu rất là to rồi, em thanh lý rẻ cho các chị luôn, tương tự như thế. Mã này các chị ghi của em này, mã này các chị nhá, mã này nó hơi khác một tí thôi, đúng 20 chiếc. Hàng xả lên các chị phải chia sẻ livestream và nhanh tay cho em nhá. Hàng xả lên các chị phải chia sẻ livestream, đã xác định đầu livestream chỉ có rẻ và đẹp thôi. Mẫu này các chị ghi là xả 2, mã này các chị ghi là xả 2 các chị ơi, xả 2 nhá. Xả 2 thì em cái phần tay của nó hơi khác một tí thôi. Vẫn form như thế này.
Cái áo này thì của em mặc thì nó dài hơn một tí. Đây, xả 2 màu đỏ đẹp chưa? Em mặc lốt các chị xả 2. Còn áo nó mặc các chị ghi là xả 1, 148.000 đồng. Trời ơi, rẻ hơn cả giá nhập luôn ạ. Em bán 179 xả 148 nhá. Chạy dịch đi các chị ơi, giá chạy dịch nha. Mọi người chấm bài viết và chia sẻ live stream của em cái. Mẫu này các chị là xả 2 này. Xả 2 nhá. Nên số điện thoại cho em nhá. Chất len rất là dày và đẹp luôn. Trên live stream các chị nhìn rõ độ dày của nó. Em thấy mạng hôm nay chậm quá. Mọi người comment chậm quá. Em thấy comment nhảy rất là chậm luôn. Ấm lắm, con này thì ấm, con này cao cổ hơn một tí. Phần tay của nó có điểm điểm nhấn hơn. Con này em còn nhập đắt hơn con kia 10.000 đấy. Nhập đắt hơn 10.000 thì như con này thì mỗi màu có 10 chiếc thôi. Con này mỗi màu có 10 chiếc thôi ạ. Hai tông màu nhá. Em có màu đỏ và màu này các chị ghi là màu be. Em chồng con xả 2 lên cho chị. Con này thì con này có ít thôi nên em sẽ đọc tên nhá. Chị Nghĩa Lê một xả 2, chị Hà coi em cho con, chị Hồ Hương, chị Nghĩa Lê lên số cho em này. Đây con này có mỗi màu có đúng 10 chiếc thôi. Xả đồng giá 148.000 đồng luôn ạ. Thanh lý nỗ luôn, toàn hàng này bình thường em phải bán là 185.000. Các chị nghe rõ nhá. Bình thường em phải bán 185 này, đẹp ơi là đẹp luôn. Mình vừa nhận được ba áo bên bạn, chất đẹp lắm, em cảm ơn chị luôn này. Ok chị Liên Kim em chốt đơn, chị Hồ Hương em chốt đơn luôn này. Chị có form rộng cổ thấp không, có thì mới bán sau ấy chị ơi. Nhắc xả 2. Chị Hồ Hương này, chị Trần Hòa em chốt đơn này. Đây vất hết ra đi. Còn bao nhiêu này, chị Tê Đồng Hồng luôn này. Mỗi màu có đúng rồi chưa thôi nhá. Chị Tổng Hoa Mai Hoàng, ok chị gái chốt đơn luôn. Hết đỏ rồi, hết đỏ, bây giờ là chỉ còn be thôi, nốt thanh lý thật sự luôn. Giá này đúng là giá gọi là chạy dịch, 148.000 đồng luôn. Chị Quỳnh mua lốt cái áo đang mặc luôn. Màu be bây giờ chuyển sang màu be, màu be rất là xinh luôn này. Trên live stream các chị nhìn rõ độ dày của nó luôn. Thật sự là bán rẻ như cho luôn các chị ơi. Người ủng hộ em cái hôm nay em xả toàn bộ luôn, từ bộ, váy, vóc, quần áo em bán hết luôn. Xả hai màu be nhá, chị Lê Lịch một cái em chốt đơn luôn này. Chị các chị ơi chuyển sang màu be đi, chị Oanh Ngọc một cái em chốt đơn luôn. Đồng giá 148.000 đồng luôn, chị Lê Linh em chốt đơn luôn. Nhanh tay cho em với. Màu be cũng đẹp mà các chị, chẳng qua em không mặc màu be nhá. Hết đỏ rồi các chị đẹp ơi, bây giờ em chỉ còn be nữa thôi. Hết đỏ rồi. Em thấy hôm nay căm mình nhảy chậm lắm luôn ấy. Căm mình nhảy chậm lắm luôn ấy. Đấy các chị muốn lên cái gì nào? Hay là bây giờ các chị muốn lên cái gì? Hay là lên Cardian nhá. Hay lên Cardian, hello chị nhà ca nhá. Mọi người chia sẻ livestream cho em với. Màu be ủng hộ em nốt màu be đi nào. Đây dơ lên cho chị này, ướm vào các chị cũng rất là xinh luôn. Be hộ em nốt màu be nhá. Chị Ly Ha em chốt đơn, chị Cẩm Vi em chốt đơn này. Ba chiếc màu be nữa thôi là hết sạch hàng rồi nhá. 148.000 đồng thanh lý giá, xả lỗ luôn đấy chị ơi. Đừng bom em nhé, em đã xả lỗ rồi. Các chị bảo bây giờ 150.000 cầm làm được gì cho đời đúng không chị? Giờ làm được gì cho đời nữa. Các chị ra ngoài chợ mà xem, bây giờ là dịch bệnh thế này thì em mới bán cái này luôn này. Ừ ok chị luôn nhé, chị Hường Phạm em chốt đơn luôn. Ok chị Oanh Ngọc nhé, vừa lấy em cũng không biết là tặng ai rồi. Hôm mai còn thì chị bảo nhân viên nhà em dồn đơn nhé. Xả 2, xả 2, xả 2 be nhé. Còn mỗi màu be nữa thôi, còn mỗi màu be hộ em nốt này nhá. Ai lấy xả 2 be cho hộ em là xả 2 be này. Tiếp này, Cardian mã này còn đúng 5 chiếc à. Bộ tâm Mickey còn, em treo bảng màu bộ tâm Mickey đi. Cardian thường em không có xả đâu. Cardian thường 219, các chị biết mã Cardian thường thì biết rồi. Còn bác nào chốt thì 219 nhá. Mã đấy thì em còn đang thiếu hàng của khách nhá. Nhưng mà con đấy thì em bù hàng liên tục nhá. Em chỉ xả những cái mẫu nào mà tồn thôi, được chưa? Mẫu này em còn đúng vài chiếc thôi. Trên live stream các chị nhìn rõ độ dày của cái thớ vải luôn. Trên live stream các chị nhìn rõ độ dày của cái thớ vải. Còn có vài chiếc màu be, à vài chiếc màu xanh này nữa là các chị đây. Em thanh lý luôn các chị luôn này, rất là dày luôn. Mã này là mã gì em ơi? Em không like theo yêu cầu được ạ. Em đến nên mẫu nào thì các chị cho mẫu đấy nhá. Hàng xả em không like theo yêu cầu nhá. Đấy, tí nữa đến mã nào thì các chị cho mã đấy luôn. Bộ Mickey đấy, bộ Mickey em có 4 màu. À, bộ này các chị đưa là bộ tâm. Hôm qua em bán là 178. Hôm nay chạy dịch 175.000 luôn. Cho bác nào có đơn thì dùng đơn. Đây hôm nay về các chị phun màu luôn. Màu này các chị đưa em là màu màu be. Màu này các chị là màu be tối này, màu đen này. Màu này các chị ghi là màu ghi. Màu ghi mới về thêm đẹp lắm. Màu này cái tông màu em bán chạy nhất. Tông màu em bán chạy nhất luôn, được chưa ạ? Mẫu này là K30 màu xanh. Xả lốt các chị là 188.000 đồng luôn. 215 xả lốt 188. Dày và đẹp lắm luôn các chị ơi nhá.
ca là bộ tam hồng hôm nay bên em hủy đơn rất là nhiều của khách, ít nhất phải 30 đơn các chị nhá, ít nhất là phải 30 đơn. Nhận được hàng đẹp quá, em cảm ơn chị luôn nhá. Áo đang mặc là các chị là xả hai, chỉ còn màu màu be thôi, xả hai màu be 148.000 đồng. Các chị ủng hộ em nốt cho nó gọn mẫu đi ạ. Hôm nay em thanh lý cực kỳ luôn. Mẫu này các chị là K30 đừng ghi là xả xanh nhá. Dày và đẹp lắm. Các chị nhìn hộ em này, trên livestream các chị nhìn rõ độ dày em ướm vào này, mặc vào cực kỳ đẹp luôn nhé. Còn có mấy con em ơi? 1 này, 2 này, 3, 4 con. Em còn 4 con nữa chị ơi. Ghi là K30 xanh. K30 xanh xả lốt các chị là 188.000 đồng, K30 xanh. Còn bộ tâm thì em xả, em không có váy các chị ơi, em đã bảo là em không like theo yêu cầu rồi mà. Lên số điện thoại cho em nhé. Bộ tâm không có màu xanh chị ơi, bộ tâm em chỉ có màu, bây giờ không có cái chỗ nào để mà treo thẳng lên ở em. Để thế nhìn nó như kiểu là một cái rẻ rú luôn ấy. Hết K30 xanh này, hết này. Đây các chị cá nhá. Tiếp này, cardigan tiếp này, áo này. Áo này em bị người ta đóng nhầm. Áo này em bị đóng nhầm nhá các chị nhá. Thanh lý luôn các chị luôn này, áo nhũ này. Hôm trước là cái phiên bản của cái áo gì à? Phiên bản của cái áo len non. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Duy nhất màu xanh này. Xanh đậm bị đóng nhầm nhá, em bị đóng nhầm. Hôm trước là em bán là cái thỏ ấy, nhưng mà người ta đóng nhầm cho em cái hình này. Mình mua hai chiếc cardigan đẹp lắm, em cảm ơn chị Thùy Linh nhá. Thật sự là hôm nay dịch quá trời luôn này, em sợ em phải bán luôn nhá chị ơi. Mẫu này em xả luôn các chị này, 168.000 đồng luôn. Đúng 5 chiếc màu xanh người ta đóng nhầm luôn, đẹp lắm. Này cổ 3 phân này, form to form rộng mặc với quần gen. Quần gen hôm nay em xả luôn các chị này, bụng to quá rồi. Quần gen hôm nay xả luôn 85.000. Được chưa, em bán là 89.000 đã rất rất là rẻ rồi. Người ta live stream 101, 102, em xả 85.000. Quần gen hôm nay xả 85.000, 3 size SML 40 đến 58, 60 cân, bụng bầu như em vẫn ok. Hết K30 rồi các chị đẹp ơi. Mẫu này các chị ghi em là gì? Áo hươu đi, áo hươu kèm số điện thoại 168.000 đồng. Siêu đẹp luôn cho em luôn. Ai lấy quần gen em mặc ghi là quần gen. Đợi em một tí, các chị thích cardigan đúng không? Ok, tặng luôn cardigan này, con này cũng xả lốt đi em ơi. Có này còn 20 chiếc các chị biết cardigan xanh, đợi em một tí. Đấy chưa? Đẹp chưa? Mặc này, mặc cái quần ten cho em rất là đẹp luôn. Bộ phía sau em xả luôn 175.000 đấy. Đố các chị đi đâu mua được cả đấy. Bộ phía sau em xả 175, em còn tưng đây nữa thôi là hết sạch hàng rồi các chị nhá. Nhũ hươu kèm số điện thoại đỉnh của chóp luôn. Các chị ơi, để đến low end các chị mặc những cái áo này, cổ 3 phân rất là xinh, 168. Có đúng 5 con bắt đầu chốt đơn. Bộ tâm đợi em một tí. Bộ tâm em có 3 tông màu. Bộ tâm em có 3 tông màu các chị gái lựa chọn. Mẫu em mặc các chị đi là áo hươu kèm túi điện thoại. Còn mẫu này nhá, mẫu này bán bao tiền em nhỉ? Mẫu này có phải mà áo chia sẻ đâu. Trời ơi. Em thể tuyệt mã chứ. Em vào nhóm mã hàng của chị cái đi xem nào. Nhũ hươu nhá, 168 chứ không đẹp cho các chị hoàn hàng. Cái con này thề bên ngoài nó xinh lắm, nó nhũ nhấp nhánh này. Ở trên livestream đèn nó hơi bị sáng nên các chị không nhìn rõ độ đẹp của nó đâu. Đơn hôm qua dồn đơn cái gì này, bên em không nhổ dồn đơn các chị ơi. Đơn hôm nào chốt hôm đấy các chị dồn đơn, nhà nhà thì chật. Ngày mấy trăm đơn liền dồn đơn xong rồi cứ đi bới trong vài cái trăm đơn đấy xong là tìm đơn của các chị chịu, không có nhân viên làm kiểu đấy được. Các chị nhát đơn hôm nào bên em đi đơn đơn hôm đấy thôi. Còn bộ tâm là hôm nay em chỉ có những màu kia thôi, hết những cái màu hôm qua là có màu hồng đẹp nhất thì hết rồi. Mẫu này các chị ghi luôn là gì? Gần đây nhất thôi mà em. Thôi em đưa cho chị cái máy chị thử xem. Đợi em một tí. Em không nhớ mã hàng. Cái máy này làm gì có Zalo gì đâu. Bác nào mua áo này nhà em cho em xin lại cái mã cái. Bác nào nhớ cái mã này không ạ? Mẹ đưa cho con cái bò, con bò kia đưa con xả đó. Để tìm trong cái thời gian này bất mạng không loát được nữa chứ. Bác nào mua cái mã này nhà em cho em xin lại cái mã cái. Áo hươu em mặc hết hàng rồi ạ. Này không nhớ mã. Đưa cho con cái áo, mẹ đưa cho con cái áo kia cái. Mẫu này các chị ghi cho em là áo hươu này. Mẫu này à, em xin lỗi, bò sữa này. Đúng một chiếc ạ. Rất là đẹp. Nốt các chị 170.000, đẹp chưa?
con này tranh nhau đây, Cardian mới ạ. Ok các chị ơi, Cardian mới mà đấy, các chị là Cardian mới em xả luôn các chị luôn à. Mẹ con đấy là con gì, con thỏ, con thỏ xanh tương tự như thế nhá, con thỏ xanh em xả luôn 168.000 luôn. Lỗ quá các chị ơi, lỗ quá, 168.000. Bác là vừa chưa chốt được nhũ hươu chuyển sang nhũ 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 thỏ, nhũ thỏ thỏ xanh thỏ xanh. Mã này các chị là thỏ xanh y hệt như thế, xả luôn 168. Hết bò bò sữa à? Bò sữa hết rồi các chị ơi, bò sữa có đúng một chiếc thôi ạ. Em ghi giá đi, em ghi giá đi. Mã đây có mã giá rồi. Mã này có mấy cô có con gấu, mẹ ơi ném hết một con này. Người ta đóng linh tinh lộn xộn, mẹ cứ đưa hết cả chồng đi xong xong con. Cứ đưa đây, đưa đây, cứ đưa đây. Con thỏ có mấy chiếc? Con thỏ là có 3 chiếc. Huyền ơi, thôi Huyền sang phụ chị gái Huyền thôi. Con thỏ này có 3, à đây này con gấu à. Đây toàn bộ là con gấu, à đây con gấu hình khác này. Đây là con hấu gấu hình khác các chị ơi. Nó đóng linh tinh lộn xộn luôn. Ok các chị nhá. Thỏ xanh này, con này là các chị ghi là gấu xanh đi. À mẫu này các chị ghi là giống nhau à? Giống nhau hết. Giống nhau đúng không? Thỏ nhũ. Thỏ nhũ nhá, thỏ nhũ nhá, thỏ nhũ 168.000 đồng thanh lý luôn. Áo này hôm nay xả luôn các chị luôn này, 188.000 đồng luôn. Còn đúng 10 chiếc nữa thôi. Áo này thanh lý luôn các chị 188.000 đồng, hàng 215 em thanh lý luôn 188. Mã này các chị là Cardian mới. Các chị nhá, bộ tâm em có 3 tông màu. Màu tí nữa em sẽ mặc lên cho các chị. Cứ đợi em một tí nhá. Các chị cứ từ từ. Đây nhá, bộ tâm hôm nay xả lốt 175 nhá, chạy việc luôn các chị ạ. Đây, hai tông màu. Mẫu này các chị là Cardian mới này. Trên livestream nhìn rõ độ dày và đẹp của nó. Chất không đẹp cho các chị hoàn hàng, nhận hàng check hàng thoải mái luôn. Chân váy em mặc là quần em mặc em xả luôn các chị 85.000 đấy. 85.000 đến số lượng luôn nhá. Thùng ra chị mai đến đồng hồ chỗ nào là vất ra. Vất hàng ra chỗ đấy luôn, được chưa? Đây mẫu này. Mẫu này các chị ghi là Cardian mới đây, Cardian mới, sale luôn các chị luôn là 188.000 đồng. Để ở đây để chị vất hàng đấy. Chị vất hàng cho các bạn, cho mọi người biết đấy là có số lượng bao nhiêu để mọi người chốt. Hôm nay có đồ bộ em sale hết cho các chị luôn. Cardian xanh kia nhé, là mẫu nào các chị ơi, mẫu này các chị là Cardian mới đi. Em chốt mẫu nào các chị lên mã đấy cho em luôn, được chưa? Cardian mới. Mẹ vứt gọn ra góc kia kìa, xong là lại còn hàng tiếp theo chứ bây giờ phải lấy cái chỗ để mà vứt đấy. Con vứt ra dòng nào thì mẹ buộc dòng đấy, xong là mẹ vứt ra góc kia kìa để con bắt đầu vứt cái này chứ hạn. Xả hàng là không có cái chỗ để mà chứa đâu, rất là nhiều. Tất cả cái hàng để trên kệ để dồn hết này. Chị Hà Phan thì em chốt đơn, chị Ánh Hồng em chốt đơn, chị Phương Đặng em chốt đơn, chị Phượng Hoàng em chốt đơn, chị Bé Bự em chốt đơn, chị Hà chị Thỏ Nhũ ok, chị gái chốt đơn rồi này, chị Bi Tuyết ok, chị gái chốt đơn này, chị Nguyễn Trần em chốt đơn rồi này, chị Ly Trần em chốt đơn nhá. Đây cái nào cũng như cái nào, các chị nhìn của em này, hàng rất là đẹp luôn cho em. Hàng toàn bộ là hàng em ôm để gọi là để đến gần Tết em bán ấy, để cho nó được giá ấy. Cuối cùng vì sợ dịch bệnh như thế này em quyết định là em xả luôn. Năm nay bầu bí thôi em không ra nữa. Chị Dung Nguyễn em chốt đơn, chị Phượng Nguyễn em chốt đơn, chị Dung Nguyễn em chốt đơn, chị Khánh Ngọc em chốt đơn, chị Thảo Đặng em chốt đơn, chị Huyền Trần em chốt đơn, chị Trần Trang em chốt đơn. Ba chiếc cuối cùng đấy chị ơi. Nhá thanh lý xả lỗ luôn đấy chị nhá, chị Tự Đá em chốt đơn, chị Nguyễn Trần ok chị gái này. Lên số đúng 3 chiếc nữa thôi ạ, à. Đẹp lắm luôn này. Các chị ơi mặc được cái áo len 3 phân cho em bên trong. Xong khoác cái áo len nhũ bên ngoài này. Đây trên live stream chất siêu đẹp luôn. Màu của nó bên ngoài thì nó xinh hơn và sáng hơn. Ở trên ngoài, ở trên live stream này nó hơi bị nhạt. Chị Hồng Cận em chốt đơn, chị Hương Hoan em chốt đơn, chị Mỹ Lệ em chốt đơn. Một chiếc em đang mặc cuối cùng. Hết hàng. Nhà bác nào nhanh tay còn mà chậm tay là hết. Chị Trần Thị Mai Lý, à chị Trần Mai Lý lên số cho em. Hết hàng em qua mẫu này. À bò sữa có 2 con này. Bò sữa là có 2 con đấy mẹ ơi. Em ghi số lượng đi, ghi số lượng đi, bò sữa 2 con. Áo này hôm nay thanh lý luôn cho bác luôn này. Không để đây, để những cái chỗ nào chị sai rồi là bất hết sang góc kia. Đây hôm nay chị xả rất là nhiều hàng. Đây này, cứ hộ chị cái màu hồng ra đã. Thôi thôi thôi, Huyền ạ. Mẫu này hôm nay tất cả dòng len ép hôm nay em xả đồng giá 170.000 đi. Năm ngoái bán đúng 235.000. Xả đồng giá 170.000 hàng len ép chết rõ không được chứ. Mọi người chia sẻ livestream cho em nhé.
500 chị gái chia sẻ livestream cho em cả. 500 chị gái cho em xin lúc chia sẻ nào các chị ơi. Thanh lý toàn bộ luôn là các chị ơi, đẹp chưa? Dày và đẹp lắm. Trên livestream nhìn rõ độ dày. Riêng hàng len ép này cam kết các chị mặc từ mùa, mặc từ giờ đến Tết cho em nhé. Không không xù, không nhão, không nhăn, mặc siêu dày và ấm luôn. Hết cardigan mới rồi các chị ơi. À, cardigan mới em có màu hồng. Có cả màu hồng đi. Đợi em một tí em like nốt màu hồng của mấy chiếc em thôi, em không phải rút ra đâu, cái nào có nhiều để chị ấy cho. Em chỉ cần chuyển cho chị bảng màu này. À đây đây. Má này có bảng à, không có bảng màu trên này đúng không? Có bảng màu đây. Mẫu này các chị ghi hộ em là len ép, nhân dấu ép đi, len dấu ép nhá. Đẹp lắm, phong to phong rộng 40 65 em đố các chị đi đâu mua được cái giá này luôn. Em đố các chị đi đâu mua được cái giá này luôn, bởi vì bây giờ nhập chỉnh vào đã là 220 rồi. Năm nay các chị biết là dịch bệnh này, doanh nghiệp không không mở cửa để mà bán hàng các chị đâu. Muốn mua hàng đẹp để mà diện Tết ấy hoặc là diện ấy thì bây giờ các chị phải mua đi. Chứ bây giờ là dịch người ta không có về hàng nữa các chị ạ. Bản thân em là em cũng xả hết hàng là em cũng sẽ nghỉ thôi. Em cũng không có dám ôm hàng nữa đâu các chị nhá. Em có màu em mà các chị là màu hồng này. Màu này các chị là màu hồng đậm. Em có màu này các chị ghi em là màu xanh này. Màu này các chị ghi là màu be. Và màu này các chị ghi em là màu hồng nha. Cái màu đẹp nhất. Cái màu đẹp nhất. Đây. Mẹ ơi mẹ tìm một con trong cái mã len ép này, hình như con có mang màu xuống rồi đấy. Đây các chị ơi, len gấu ép nhá. Đẹp lắm luôn ấy. Thầy các chị màu đỏ. Màu đỏ hành em này. Không phải. Không, ở trên kia xua xuống. Màu đỏ này. Trên đẹp không xả lốt các chị 170.000. Mẫu sắp mặt luôn các chị ơi, màu đỏ đẹp chưa? Toàn bộ cái con gấu này luôn các chị gái đây, toàn bộ cái con gấu này này. Đấy nó rất là to, các chị mặc vào nó rất là bắt mắt luôn, xem mà mặc vào nó siêu ấm, không mua mình mặc, mua cho con mình mặc cũng được. Rẻ hơn bình thường, năm ngoái em bán đúng 235.000, không có hàng bán luôn các chị ạ. Năm ngoái bán đúng 235.000, hôm nay thanh lý luôn các chị này, 170.000. Len đồ ép kèm màu kèm số loại. Em lên lại bảng màu này, màu này các chị là màu đỏ. Em có màu này các chị là màu hồng này. Hồng nữa nhá, em đang mặc hồng này các chị là hồng nhạt. Đây là hồng đậm, ghi rõ em hồng nhá. Hồng đậm, màu này các chị là màu be. Và màu này các chị ghi là màu xanh. Em dở cái màu xanh, màu be, màu hồng cho các chị xem. Đây các chị ơi. Đấy màu nào rất là xinh luôn này, hồng này chị có lấy form này, chất rất là đẹp luôn cho em. Nhận hàng bóc hàng ra kiểm tra hàng chưa thanh khoản luôn cho em. Những cái dòng này em không đợi, em lo là sợ ế, bởi trong nhà em có vài nghìn chiếc cơ. Em bán từ đầu mùa đến giờ và em chưa bao giờ em bán cái giá này luôn. Nhà em bán là 185.000 là cái giai đoạn gọi là rẻ nhất rồi. Hôm nay em gọi là chạy dịch các chị nhá, chạy dịch này chị ơi. Đây bản thân em là tối nay em không chủ động là em bán, em không 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 chủ động là bà xả hàng đâu ạ. Nhưng mà vừa xem cái phần mà bảo là Hà Nội hôm nay hơn 200k là thôi em phải chạy liền luôn, thật sự luôn. Các chị nhá, màu hồng này. Màu hồng này. Không cần màu hồng này, màu đỏ này. Em lên các chị màu đỏ này, màu đỏ, đỏ lúc nào cũng cái tông màu mà gần đến Tết này em bán chạy nhiều nhất luôn. Màu đỏ này các chị ơi. Cardigan tí nữa em sẽ xả đan sen luôn. Cardigan sẽ xả đan sen các chị luôn này. Màu đỏ này các chị cái này. Đây được chưa? Đẹp chưa? Toàn bộ con gấu luôn này. Heo à, quần gen hôm nay xả lốt các chị là 85.000 luôn nhá. Quần gen xả 85.000. Em có 3 size ML 85k thôi các chị ơi. Thanh lý nhá. Các chị ấn theo dõi và thích bếp của em nhá. Chia sẻ livestream em cái nhá. Màu nào rất là xinh các chị nhìn dáng của em này. Màu đỏ này. Đấy nhìn em từng cái thứ này. Cam kết các chị không xù, không nhão, không nhăn luôn. Em lên lại bảng màu này. Len ép em có màu đỏ, em có màu hồng, hồng đậm, hồng nhạt, màu be và màu xanh. Các chị nhá. Hồng đậm, hồng nhạt, màu be và màu xanh. Tiếp này, các chị có muốn xả bộ len không? Hay là xả gì trước? Các chị muốn xả bộ len bamboo hay là cái gì? Các bác cứ căn mình mã kèm số điện thoại là sẽ có đơn. Cardigan mới em có cả màu hồng. Màu hồng nữa này. Cardigan mới em còn vài chiếc màu hồng bắt đầu mà. Lấy màu hồng thì căn mình màu hồng, bác nào lấy màu xanh vừa lấy thì căn mình màu xanh nhá. Thì mai nhân viên nhà em sẽ gọi lại và hỏi lại màu các chị nhá. Màu hồng này thời trên bên bên trong livestream này màu nó sẽ bị nhạt nhòa. Ở bên ngoài nó sẽ xinh hơn các chị nhá. Màu hồng này thì em có ít thôi, màu hồng này có đúng 5 con các chị nhá. Mẫu này em cũng sale 188.000, hàng hàng len lông. Siêu dày và ấm luôn. Trên livestream các chị nhìn nó sẽ đây áo này form to mà chị form thế này còn to không còn chịu, không còn form nào to hơn nữa cả nhá. Áo này các chị ghi của em là mẫu này các chị ghi là cardigan gì nhỉ? Cardigan mới nhá, cardigan mới hồng. Xả lỗ các chị là 188.000 đồng. 188.000 đồng mặc lên thì siêu xinh, vừa em mặc các chị màu xanh rồi ấy. Thật sự màu hồng này ở bên ngoài nó sẽ xinh hơn nhá, trên livestream nó hơi bị nhỏ.
màu hồng này ở bên ngoài nó sẽ sáng hơn, nó đậm hơn màu hồng của những cái Caria, màu hồng của những cái dòng Caria này này. Ở bên ngoài nó xinh lắm đó chị ơi. Kia là Caria mới nhá, Caria mới kèm số điện thoại. Em không có bộ nha chị nhá. Áo len em mặc là chốt tại livestream với giá là 100 xả luôn 170.000. Thanh lý nỗ luôn đó chị ơi, thanh lý 170. Caria mới kèm số điện thoại này, em nhắc lại bằng màu áo đang mặc một lần nữa nhá. Màu em đang mặc các chị ghi em là màu đỏ này, em có màu đỏ nhá. Màu đỏ, màu này các chị là màu hồng đậm, em có màu này các chị ghi là hồng nhạt, em có màu be và em có màu xanh trả 170.000 đồng. Đây Caria mới còn đúng 5 chiếc thôi là hết sạch hàng rồi. Tiếp này. Cái này bất gì? Họ bóc cái gì? Chị Nguyễn Tâm lên số cho em cái. Cardian sáng vàng còn 3 chiếc, sale lỗ luôn này. Hứa danh dự sáng lỗ luôn này. 215.000. 249 sáng 215. Bác nào xem live stream này em thì biết mã này rồi đúng không ạ? Bác nào còn áo len 3 phân 65.000, các chị xem lại bảng màu cho em nhé. 3 phân vẫn 65.000 ha. 3 phân thì em để đến năm sau em bán được nhá. Mẫu này các chị ghi luôn ạ. Cardian chán không xả được 215 đâu. Tôi xin giá trị 220 đi. Tiếc quá. Còn đúng 3 con nữa thôi. Đúng không? 3 con nữa thôi là hết sạch hàng nhá. Xả luôn nhá. Hot Don Hương Giang Nguyễn livestream 400.000, hơn 400.000. Form nhà em form to, form rộng và mặc nó không bị dặn. Bây giờ hàng này trên thị trường nó có hàng nhái nhiều rồi, mặc là chất len của nó sẽ khô và dặn. Các chị nhá. Chân len của nó sẽ khô và dặn. Mẫu này các chị là Caryan chám vàng, thanh lý nốt 220, đúng 3 chưa các chị nhanh nhá. Nhanh tay thì còn một trận tay là hết. Bộ đây, bộ tâm đây. Em mặc bộ tâm các chị luôn nhá. Caryan chám, còn em mặc 60 cân đùi to mặc được không á? Em không rõ luôn, nhưng mà đây em đang mặc size L nhá, bụng to đây. Bụng em bầu to, bầu bí này. Đây bụng em đang bầu rất là to, em đang bầu 6 tháng, hơn 6 tháng rồi. 3 size ML 40 đến tầm 60 cân là một vừa. Bộ này các chị ghi là bộ tâm có cần phải mặc lên không ạ? Còn bamboo, các chị ơi có cần phải mặc lên không, để em mặc cho chị luôn nhá. Bộ tâm em xả lốt tại livestream 175, chưa giờ xả cái giá này luôn. Các chị nhá, hôm nay thanh lý luôn các chị luôn, mặc mỗi cái áo rồi giơ cái quần luôn nhá. Caryan chám vàng có đúng 3 chiếc, các chị comment ủng hộ em là Caryan chám vàng. Còn áo em mặc các chị ghi là áo len S đây này. Đây chỗ này em còn tầm 100 con nữa. 100 con nữa thôi các chị, là cũng hết sạch hàng. Đây, em vò các chị xem này. Không xù, không nhão, không nhăn, thử mua một lần xem. Nhà em chuyên dạy chạy cái dòng này. Thế năm ngoái bán hơn 200.000 mà không có hàng bán luôn. Đấy, cái đợt tháng 12 đấy, em mà lì năm nay mà không dịch thì em không lỡ bán cái giá này luôn. Em cứ cảm tưởng là thôi năm nay ôm hàng sớm kiểu gì cũng ra tiền. Đùng cái một dịch Hà Nội dịch một phát là thôi. Dịch đang tăng chị ạ, à, em mới đọc được tin. Ừ đúng rồi đấy, hôm nay Hà Nội hơn 200k em ạ, sợ luôn. Em cảm ơn chị Yến Linh nhá. Đây các chị ơi, bộ này các chị là bộ tâm kèm màu kèm số điện thoại này. 40 đến tầm 65 cân là ok luôn cho em nhá. Em chốt tại livestream. Các chị nhìn con Mickey là con Mickey theo tâm. Bộ tâm nhá. Lên em mặc thích lắm, em cảm ơn chị Bùi Thanh Thảo này. Đây các chị ơi, form này là ôm bom và là bom vào gấu nhá chị nhá. 40 đến tầm 65 cân là mặc vừa. Em có màu em mặc các chị ghi em là màu ghi này. Em có màu ghi, màu này các chị ghi em là màu be này. Màu be và màu này các chị là màu đen. Bộ tâm 68 cân có vừa không á? 68 cân thì hôm trước nhà em có cái form to hơn một chút thì 68 cân, 70 cân vẫn vừa đấy, nhưng mà form đấy khách bảo to quá. Form đấy khách này bảo là to quá các chị ơi, nên là em không dám về nữa. Form này thì nó nhỏ hơn một tí, form này thì tầm 65 cân thôi, còn hôm trước là có cái form 75 cân cơ. Đợi em một tí em mặc lên nhá chị luôn. Bộ tâm kèm màu kèm số điện thoại thanh lý luôn nhá. 175.000 cho bác nào có đơn rồi dùng đơn. Các chị ơi cố gắng mua hộ em 2 chiếc nhá. Hôm nay bán cái gì cũng rẻ, các chị cố gắng mua em 2 chiếc để bên em đi đơn. Tí nữa bộ lụa em cũng thanh lý luôn các chị luôn. Đây màu này các chị là màu ghi này. Đây các chị ơi, dáng em mặc thôi chị xem dáng em. Bụng em đang bầu to nhá, mà em mặc cũng rất là ok. Các chị này, bụng em đang bầu to không thể mặc đẹp, không thể mặc đẹp như trước được rồi. Wow các chị này, nhưng mà em mặc rất là thoải mái, rộng rãi. Thế là các chị gọi là những chị gái gọi là kiểu là sợ mà các chị mua hàng trên mạng thì hot girl người ta mặc đẹp. Nhưng mà mình về thì mặc nó không đẹp. Em là cái thể loại mà dáng. Em là cái thể loại mà dáng xấu nhất có thể rồi, đúng không chị ơi? Thế mà em mặc vẫn rất là ok. Nên các chị tự tin mặc cho em 40 đến 65 cân mặc vừa. Dưới của nó là bo gấu.
nhá, dưới là bo gấu đấy. Em ghi mã hàng đi, ghi mã hàng, số lượng và giá cả, còn Huyền cụ chỉ lấy mã hàng. Các chị ơi, thanh lý nốt các chị nhá, đúng đúng cái tinh thần là chạy dịch luôn các chị nhá. 175.000 ghi này, màu này các chị ghi là màu be và màu này các chị ghi là màu đen nhá. 40 đến tầm 65 cân là mặc vừa. Em mặc lốt các chị màu be nhá, đúng chưa? Màu ghi này em bán quá trời quá đất rồi. Bộ tâm có màu be sáng không? Hôm qua có be sáng. Hôm qua nhưng mà hết hàng rồi. Hàng này đang rất là hot luôn ấy các chị ạ. Hôm nay bảo là lấy về để bán ấy, nhưng mà cuối cùng dịch này thì em mới giải bán sale này các chị ơi. Nhá, màu be, be tối này. Be tối ghi và màu đen, màu nào rất là xinh và toàn bộ luôn. Có cardigan, làm sao mà không có được, cứ từ từ nhá. Đây này, toàn bộ con Mickey này là con Mickey theo. Toàn bộ con Mickey theo, các chị nhớ phải lên số điện thoại cho em nhé. Màu nào rất là xinh luôn, được chưa? Lên dáng rất là xinh, hai bên túi luôn, bom bò dưới gấu. Dịch giá này các chị cứ chơi những cái bộ này cho em. Tết nhất các chị diện là ok, Tết các chị diện cũng ok cho em nhé. Đang rất là hot trên thị trường và quan trọng các chị tâm nhà em, hàng tâm này nhá. Tâm thì nó có nhiều loại tâm, có một loại nó rẻ hơn, nó không co giãn. Đây còn này có co giãn, quan trọng là mình mặc nó phải thoải mái, dễ chịu nha, quan trọng mình phải mặc thoải mái dễ chịu này. Màu này em lên lại bằng màu một lần nữa rồi em qua mẫu, lên số điện thoại cho em nhé. Màu này các chị ghi là màu be này, em có màu be tối, màu này các chị ghi là màu ghi và em có màu này các chị ghi là màu đen, be tối ghi và đen nhá. Không có be sáng, hết be sáng rồi, đây là be tối chưa. Hôm qua em có be tối nhưng em hết, em xin lỗi, hôm qua có be sáng nhưng hết sạch be sáng rồi. Hoặc là khả năng là có thể mai sẽ về bù thêm chuyến cuối của be sáng. Be sáng là livestream tối qua thì các chị có thể xem lại livestream tối qua, còn màu hồng thì em sẽ không bù được nữa. Be sáng thì trong nhà em đang thiếu đơn thì em sẽ về bù thôi, còn em sẽ không về thêm hàng nữa các chị nhá. Tiếp này xả Cardian tiếp nhá. Hay là xả gì? Xả bộ Mickey đi em. Bộ lý Mickey. Tâm Mickey à. Bộ lỉ này hàng hơn 200.000, em bán là 219.000, các chị có thể tua lại livestream hàng cao cấp của em ạ. Hôm nay em thanh lý lỗ luôn các chị này, 188.000 đồng luôn, hứa xả lỗ luôn các chị ơi. Nha, bộ này các chị là bộ lỉ nhá, 40 đến 65 cân mặc vừa. Ở phần dưới là bo gấu và lỉ nhà em là gì ạ? Đây là lỉ da cá, các chị quay máy giặt thoải mái cho em. Em không bán cái thể loại mà lỉ lỉ bông xong là nó xù xù, giặt 3 hôm là xù đâu các chị nhá. Giặt 3 hôm là xù đâu, em không bán thể loại đấy. Ai lấy mẫu này các chị ghi là bộ lý này, bộ lý nhá, hai size SM em xả lốt cả livestream nữa chị là 188.000 cho bác nào có đơn rồi dùng đơn. Đấy, bộ form này là form to, các chị nhìn kỹ em nhá, áo là chất lý rất là dày đẹp luôn. Cái bèo này các chị không thích các chị phải cắt ra cho em xả lỗ rồi. Nên các chị nhớ phải nhớ phải chia sẻ livestream cho em. Nên em sẽ ưu tiên những cái bên em sẽ ưu tiên là bác nào chia sẻ livestream cho em nhá. Mèo hộ con không mua với. Có size các chị ơi, size S là dưới 50 cân, size M là trên 50 cân nhá, 40 đến tầm 62 cân là mặc vừa. Đây các chị ơi, mặc không thôi cái áo. Cái áo này các chị mua best nhất cho em cũng phải 150-160 đúng không ạ? Best nhất cũng phải là 150-160 trong một cái áo rồi. Mà hôm nay em xả cho các chị có 188.000 cho cả một set bộ. Cái quần của nó dưới nó sẽ là ôm nhá. Ở dưới của nó là dáng kiểu các chị mặc legging bao giờ chưa ạ? Bác nào mặc legging thì biết ạ, mặc lên rất là xinh. Các chị vào trang cá nhân của em xem ảnh hot girl mặc. Ở phần dưới của nó sẽ là chữ này. Đấy, nó in hình rất là đẹp luôn cho em. Bộ này cực kỳ đẹp luôn, hàng đắt nhá. Ít khi em bán những cái bộ mà trên 200.000 lắm. Bộ này em bán là 219.000 đấy ạ. Mà em bán 188.000 là xác định là xả lỗ rồi. Đấy, các chị được có 15-20.000 thôi. Tao ghi lê nhung ghi Huyền ơi, nốt mấy cái chiếc màu ghi kìa. Trong miền Nam số ca còn tăng lắm em, Hà Nội và nhiều tỉnh cũng thế, sợ thật. Hôm nay Hà Nội hơn 200 ca rồi chị ơi, mà chủ yếu lại còn nhiều ca cộng đồng mới sợ chị ạ. Bầu mặc được không á? Bầu như em đang bầu 6 tháng đấy, bộ em đang mặc thì bầu mặc được, nhưng mà phải tùy vào chiều cao cân nặng đó chị. Em có 40 mấy cân thôi thì em bầu mặc vẫn ok các chị nhá. Bộ đang mặc xả 175 giá chạy dịch các chị ơi, đi tham khảo giá thoải mái. Riêng bộ này các chị đi tham khảo giá thoải mái nhá. Bộ tâm em đang mặc em có 3 tông màu. Em nhắc lại bảng màu nhá. Còn bộ lý thì em thật sự em thanh lý nổ luôn. Chỗ này em còn tầm chục con nữa thôi. Bác nào nhanh tay còn mà chậm tay là hết luôn. Hàng có size nhá, hàng đẹp luôn các chị. Và em cam kết với các chị là hàng lý thì không xù, không nhão, không nhăn.
Tại vì hàng lỉ này hôm trước em vớ phải một cái lô lỉ bông mà cái con gấu đeo chéo ấy. Đấy, cái lô đấy là chắc là các chị mặc nó sẽ bị xù, là em cũng nói thẳng luôn là các chị ơi, mặc cái bộ đấy là nó sẽ bị xù nên em xả lỗ. Có gì là em sẽ nói nên là chị yên tâm, cứ tự tin mà mua hàng, còn nhận hàng các chị được quyền bóc hàng ra, kiểm tra hàng chưa thanh toán. Các chị nhá, bộ tâm em mặc em có màu này các chị ghi, em là màu ghi, em có màu be và màu này các chị ghi là màu đen. Không phải Lăng mặc màu be tối nên đi chứ màu ghi chị đang sợ hết hàng đấy. Bộ tiếp này em xin phép là thay cái màu be này nhá, màu be này đi, em đang sợ cái màu ghi em đang mặc hết hàng. Bộ tâm có sai không? Không nhá chị ơi, bộ tâm thì không có sai, bởi vì tâm này nó có độ co giãn, hàng lý thì nó không co giãn nhưng mà tâm này thì nó co giãn, kể cả bác béo nhưng mà mặc nó có độ co giãn các chị ạ. Yên tâm, chất đẹp luôn, tâm loại một mà mặc nó co giãn. Tham các chị ham rẻ hơn 10-20 nghìn mua cái form nhỏ nhỏ 40-55 cân không có ôm vào người nhìn chán đời lắm luôn các chị ơi. Những cái dòng rẻ em thừa sức em nhập cho các chị nhưng mà không, mặc vào form nó phải to rộng rãi, các chị mặc những cái bộ ở nhà xác định là mặc thoải mái rộng rãi. Bộ nhung có tí nữa hôm nay em cũng sẽ xả hết bộ nhung cho các bác luôn nhá, hôm nay em xả lốt cho các chị luôn, xong là bây giờ cứ xả hết hàng đi. Rồi tính không biết là bộ này mặc phê thật đấy, em thề bộ này mặc phê quá các chị ơi, này mặc nó thoải mái dễ chịu quá trưởng luôn. Đây có like Kalian không á? Có chị ơi, đã gọi là xả hàng thì cái gì cũng mặc được, cũng phải xả hết chứ. Đây nhá, màu này pha cũng xả hết luôn này. Còn Paka nhà em thì mà mấy hôm nữa em cũng xả hết luôn, xả toàn bộ luôn. Đấy màu be tối này, màu em mặc là màu be này. Bộ tâm thì không có sai, bộ Mickey mới có sai, còn bộ tâm à bộ lỉ Mickey mới có sai, còn bộ này không có sai nhá. Em nhắc lại bảng màu này. Đấy màu nào rất là xinh và dễ mặc luôn nhá. Không có, em không bán đồ lam ạ. Ghi lê nhung hôm nay thanh lý luôn các chị luôn, còn một chiếc màu be và vài chiếc màu ghi các chị nhá. Con này khách nhà em này, cái em thật sự là cái màu ghi này thì nhìn nó hơi kiểu là hơi đứng tuổi. Lấy hộ chị cái áo giữ nhiệt màu trắng, nó hơi đứng tuổi các nhá, nó hơi đứng tuổi thì các chị có thể mix cái áo giữ nhiệt bên trong, các chị có thể mix cái áo giữ nhiệt bên trong cho em này, xong các chị kết hợp cái này luôn. Áo giữ nhiệt hôm nay nhá, hàng của em là hàng xuất dư nhá, bên trong của nó là có tem mát dập bên trong này. Em chu cho chị cái này đó, chu cho chị cái cổ luôn nha. Hàng của em là hàng xuất dư, là có độ co giãn thoải mái, 40 đến tầm 65 cân một vừa. Áo này bình thường em bán là 99.000 đây các chị ơi. Hàng này là hàng xuất dư, bên trong nó phải có tem thì mới là hàng nhà em nhá. Còn hàng này em thừa sức bán cho chị hàng 70-80-80 nghìn nhưng mà em không có nhập, vì năm nay nhà em chỉ chơi hàng cao cấp thôi, nó chỉ tranh nhau với thị trường 10-20 nghìn nhưng mà mặc lên nó đẳng cấp khác hẳn luôn, được chưa. Áo giữ nhiệt này em sell lốt hôm nay, sell lốt các chị là 90.000 đồng. Áo giữ nhiệt sell lốt 90, giá này chỉ có chốt tại livestream này thôi, còn mấy hôm nữa dịch bình thường em không bán được giá đấy nữa đâu ạ nhá. Các chị mặc này, chưa rồi cái con này nổi rồi này, con màu be này, con màu be này nó bị lỗi bẩn đằng sau này, các chị về các chị giặt đi cho em. Con này thì em thanh lý nổ luôn 120.000, về giặt được nhá, con này giặt được nhá, về các chị tẩy đi cho em. À cái này là vết này là vết bẩn thôi, giặt được mà đúng không đấy, vết bẩn giặt được đấy. Mẫu này các chị là phao ghi lê bẩn một chiếc và em xả lốt 130. Phao em không có quần da, phao ghi lê bẩn xả 130 ạ. Phao ghi lê bẩn xả 130. Còn mẫu này thì chắc là bây giờ còn mỗi màu ghi thôi đúng không em? Còn mỗi màu ghi em xả lốt các chị là 159.000 đồng. Chưa bao giờ xả cái này luôn, trên livestream các chị nhìn rõ độ dày. Cam kết các chị là hàng tàu nhá, em không bán hàng Việt Nam đâu ạ. Mẫu này các chị ghi là phao, đưa cho chị áo khi chị lồng cái. Mẫu này các chị ghi quay nào. Ghi lê nhung nhá. Còn duy nhất màu ghi đây các chị ơi, mix về cái áo màu trắng bên trong vẫn rất là xinh luôn. Hoặc các chị lấy như các chị sợ lam tính thì các chị có thể mua cho con các chị mặc. Các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 các bạn lam mặc ok nhá. Khách nhà em cũng mua cho con và còn gửi cho em ảnh feedback con trai chị ý mặc luôn. Để yên tâm, rất là đẹp luôn, chất rất là dày đẹp luôn, lam nữ có thể mặc được luôn. Còn duy nhất màu ghi em sẵn 155, hết ghi lê bẩn rồi các chị ơi. Mẫu này các chị ghi của em là ghi lê nhung ghi xả 155, còn duy nhất màu ghi thôi, thanh lý nốt để các chị mix với cái áo giữ nhiệt màu trắng bên trong cho em luôn. Hết be rồi đó, hết ghi lê bẩn rồi, các chị đừng căm mừng em nhé.
Be còn 2 triệu. À be vẫn còn nữa chưa? Be vẫn còn nhưng mà be be em vẫn bán là 155, có hai tông màu be và ghi nhá. Còn ít thôi. Mấy be hả mẹ? 5 be. Sao lại lẫn ở đâu vậy mà nhiều thế? Be đấy là của mã khác mà mẹ. Có phải mã đấy à, đúng không? Vẫn mã đấy à? Ghi còn bao nhiêu chiếc ạ? Be là 155, ghi cũng là 155. Sao ghi, à, không phải sao ghi lên mà các ở các chị ghi là ghi lên nhung. Bộ em mặc còn nhá, hả? 15 ghi nhá. Ủa sao nhiều ghi thế á? 15 ghi rồi. Ôi má ơi. Lỗ sắp mặt luôn ấy. Em mà biết là có nhiều ghi lên thế này em không xả giá này đâu ạ. À. Em tưởng còn 3 4 5 chiếc thôi thì em mới xả giá lỗ này. Chứ nếu như mà còn nhiều này, em biết là còn nhiều như thế này thì em không ngờ em xả giá này, ít nhất em cũng phải xả 170.000. Chứ lỗ quá các chị ơi. Em lại cứ nhìn nó có vài chiếc ở trên bề mặt hóa ra là nó chìm ở dưới. Đây em sẽ lồng cho chị xem này. Em sẽ lồng cho chị xem nhá. Ghi lên nhung. Đấy bác nào có đơn thì dùng đơn. Chứ một chiếc bên em không gọi điện chốt đơn. Giờ em bán rẻ lắm rồi này. Em tiếc quá chị ơi. Em lại cứ tưởng là còn ít thôi thì em thanh lý này. 155.000 này. Thấy đó chị ơi. Chất rất là dày và đẹp luôn. Mặc bên trong cho em mặc đi ra ngoài. Thật sự là cái màu nó không được lỗi lắm. Màu be thì ok hơn. Nhưng mà cái màu ghi này thôi các chị ủng hộ em. Mặc bên ngoài buổi sáng hay là trời lạnh thì các chị mặc bên ngoài cho em giữ cái độ ấm. Giữ độ ấm cơ thể của mình. Đúng không các chị ơi? Đi ra ngoài đường. Các chị mặc những cái áo này cho em cực kỳ ấm luôn cho em. Xong là đến văn phòng các chị cởi ra. Có 155.000 thôi. Em thanh lý nốt các chị nhá. 15 ghi và 5 be à? Nhiều quá. Hết rồi, chị nhà hết rồi. Thành lý nỗ luôn đấy các chị ạ. Mua cho con trai các chị mặc cũng được. Hoặc là mua ví dụ như là mua cho ông già cũng được. Mua cho mẹ các chị mặc cũng ok nhá. Ấm lắm, màu be này. Mình khoác cho chị lốt màu be nhá. Lốt, hy vọng đây sẽ là livestream cuối cùng này. Còn có màu hồng. Màu hồng bộ tăng Mickey 1m67 mà có ngắn không à? Chỉ mặc trên mắt cá chân đấy. 1m65 đổ về thì ok thôi. 1m65 đổ về thôi. Hết be. Bộ lụa tí nữa chị ơi. Bộ em đang mặc là 175.000 nhá. Xả lốt 175.000. Em có màu em đang mặc các chị là màu be. Màu ghi và màu đen. Be đen ghi nhá. Be đen ghi 175. Áo thỏ này, áo thỏ, áo là còn nhiều này. Be đen ghi 175.000. Áo thỏ là em thanh lý nốt đấy, màu hồng. Em có màu này các chị là màu hồng. Áo thỏ em có màu hồng. Đẹp chưa? Chân len rất là dày và đẹp luôn. Em bán là 185, xả lốt các chị 160.000 đồng. 160.000 đồng. Chủ yếu là còn hồng thôi. Hồng còn 10 chiếc, còn đỏ còn 1-2 chiếc thôi. Mẫu này các chị ghi là thỏ lằm đi. Ghi là thỏ lằm đi, thỏ lằm nhá, đẹp chưa? Năm nay nó hot cái hình này lắm luôn. Năm nay nó hot cái hình này lắm luôn. Em ướm vào là các chị đã thấy đẹp rồi đúng không ạ? Ở trên livestream các chị nhìn rõ là con này. Mình 1m67 biết quần hơi cộc nhưng vẫn thích mua. Em cảm ơn chị nhá. Ai lấy thì ghi hộ em này. Bên đây là áo thỏ đỏ không? Áo len có mũ không ạ? Áo len có mũ em còn mỗi màu lâu thôi là hết sạch hàng rồi. Em có mấy màu không nhưng mà hết sạch rồi, còn mỗi màu lâu có mũ ấy. Còn có vài chiếc đấy thôi, 3 chiếc màu lâu, tí nữa em xả sau nhá, đợi em tí. Mẫu này các chị là thỏ lằm nhá. 160.000. Em có màu này các chị là màu hồng và màu này các chị là màu đỏ nhá. Con dấu là áo nào nhỉ? Con dấu là áo nào? Nhiều lắm. Biết xả đến bao giờ cho nó xong. Thỏ lằm này. Ba con dấu ạ. Ba con dấu còn ít thôi. Đây ba con dấu quá chị đây.
Bộ em mặc hàng nhà chị Nhung mua yên tâm nha. Em cảm ơn chị Thanh Tâm cho em đi cái bình luận là quần bo gấu á, quần bo gấu em hết hàng rồi, em bán mình bán lâu rồi. Em đi cái bình luận luôn, thấy chưa? Có bán quần Âu không á? Quần Âu thì sẽ một livestream khác em xả nhá. Mai này thì em xả áo không? Xả áo xả linh tinh luôn nhá. Áo thỏ 160 ạ. 185 là đao xuống 160 này. Len thỏ này lâm lầm mặc xinh lắm. Em cảm ơn chị Thanh Thảo nhé. Em cảm ơn chị luôn nhá. Thanh đấy luôn. Được quá trời quá đất luôn nhá chị ơi. Này em còn lại một lô hàng ở Trung Quốc về nữa, tôi không biết đến bao giờ về nữa. Trung Quốc nó đang dịch rồi. Đây ba con gấu của các chị đây, còn mỗi hai màu, bốn con này có ít thôi này. Giữ nhiệt có màu gì à? Em có bốn à, đây em đưa lốt cho chị chồng giữ nhiệt đi. Giữ nhiệt đây, em thanh lý nốt các chị luôn, 90.000 đồng. Giữ nhiệt em bán đắt hàng lắm luôn nên em phải bán đến vài nghìn rồi đó chưa? Bán đến vài nghìn đấy. Ấy à, từ hôm dịch một phát là thôi xỉ cũng đi đâu hết luôn. Trước dịch thì không cả làm kịp đơn, hai hôm mới livestream một lần. Sau dịch một phát thì còn chẳng thấy bóng dáng của xỉ đâu luôn nữa ấy. Không hiểu luôn ấy. Mình không bán được là xỉ cũng auto không bán được luôn. Bô lì vừa mới sale luôn. Giữ nhiệt xả lốt đó chị 90.000. Hàng xuất tư bên trong có tem bên trong nhá. Tiền nào của đấy nhá. Em nói rồi ấy, có hàng 60, 70, 80 em, nhưng em không nhập cho chị nhá. Màu xanh này, màu này các chị là màu trắng này, màu này các chị là màu lâu đậm, màu này các chị kêu là màu be à, màu này các chị là màu lâu nhạt, cái này là màu lâu nhạt, và màu này các chị là màu đen nhá. Áo giữ nhiệt em treo mới giữ nhiệt đằng sau chị. Ba con gấu này các chưa, ba con gấu chất len nhôm này còn mấy số lượng như là Huyền ơi, báo luôn cho các chị biết. Áo len mẫu này các chị ghi là thỏ lằm nhá. Còn chủ yếu là hồng thôi, 10 chiếc màu hồng thôi các chị nhá. Lớp 160.000 rẻ hơn cho luôn. Rẻ hơn cả giá xỉ. Khách nhà em này hỏi Nhung ơi tại sao bán giá lẻ trên livestream này mà bán cho chị giá xỉ này. Thôi thông cảm em nhá. Tầm này thì em xả hàng thôi các chị ơi. Nha mẫu này các chị ơi. Mẫu này các chị ghi của em này, len lông này. Len lông nhá, xả lốt các chị luôn này. 100 Alen Nhung 172.000 đồng đi em ơi. 172.000 đồng. Toàn bộ con theo. Nhưng mà con này còn ít thôi mà đúng không? Mấy con 5 be 4 xanh thôi các chị ơi. 5 be 4 xanh. Bác nào nhanh tay thì còn mà chậm tay là hết 172.000 đồng. Năm ngoái em hứa danh dự các chị em nhập cái dòng này. Nó chỉ là phiên bản hai con gấu thôi. Cái đợt tháng 12 gần Tết mà em nhập là 190.000 đồng, em phải ôm hết toàn bộ, phải có gần 100 chiếc thì người ta mới để cho em giá đấy. Áo giữ nhiệt xả 90.000 là em bán là 99.000, các chị có thể tua lại like. À, bộ em đang mặc là 175, các chị có thể tham khảo giá thoải mái nhá chị nhá. Hàng giữ nhiệt này các chị nhìn em này, chất này, tiền nào của đấy nhá. Đây các chị gái này. Mix với phao ghi lê mắc phê luôn, các chị có thích xả phao ghi lê nữa không? Em xả luôn này. Phao ghi lê hôm nay xả luôn này. Đây, chất rất là co giãn luôn cho em luôn. Váy có chị ơi, váy có tí nữa em sẽ lên cho chị luôn. Hóng lai quần mua hai cái mặc suốt mùa hè này, em cảm ơn chị có yêu nhá. Đây các chị ơi, nha bên trong của em là sẽ có tem xuất xứ bên trong nhá. Đây, chứ không phải cái hàng mà chứ không phải cái hàng mà ấy đâu ạ. Hàng hàng đâu vừa lên em đấy. Đây các chị ơi, bên trong của nó sẽ có tem xuất xứ bên trong, chứ không phải là cái hàng ngoài chợ đâu các chị nhá, hàng shop đấy ạ. 90.000 đồng em bán 99 nhá. Em cảm ơn chị Thanh Thảo nhá, Len Nhung lấy hàng về cũng thấy xinh này. Em cảm ơn chị nhá, năm nay dịch quá buồn quá. Em nghĩ là năm nay sẽ vào vụ. Xong cuối cùng thì tự dưng lỗ bầu. Tự dưng lỗ bầu. Xong là bây giờ thì dịch thế này nữa nên là thôi em dừng cuộc chơi sớm nhá chị. Đi vào thêm một bên em. Tắt cái này đi là được. Một be một xanh nữa. Ở trên đổi áo này em chốt chưa nhỉ? 6 be 5 xanh gì? 172.000. Khỏi mặc nhá, con này xinh lắm ấy. Chất đẹp và xinh lắm. Mặc mắc phê luôn. Mặc mắc phê luôn nhá. Ba con gấu be và xanh. Các chị nhá, màu xanh này. Đây, màu xanh đây. Đẹp chưa?
không mua mình mặc, mua cho con mình mặc cũng được. Chất rất là dày và ấm luôn. Nhận hàng, bóc hàng ra, kiểm tra hàng trên quán. Nhung, áo nhung, phao nhung đi. Hàng hết rất là nhanh, em like mẫu nào là hết mẫu đấy rồi, không xem lại được nữa đâu các chị đẹp ơi. Nhiều mẫu lắm, em like hàng xả mà các chị xem làm sao được, like mẫu nào xong là hết mẫu đấy rồi. Áo ghi lê này, ghi lê nhung này, đây. Đẹp chưa? Chưa bán bao giờ. Mã này chưa bán bao giờ, mix với ghi lê. Em sẽ mặc áo, thôi cho chị mặc áo giữ nhiệt đi. Bộ em mặc em nhắc lại bảng màu một lần nữa rồi em sẽ mặc với chị này. Bộ em mặc em có màu này các chị ghi cho em là màu be tối. Em có màu này các chị ghi cho em là màu be tối này. Cơ của chị bảng màu của chị bắt đầu là em bắt đầu mix áo cho các chị luôn nhá. Em có màu be tối, em có màu này các chị ghi là màu đen và màu này các chị ghi cho em là màu ghi nhá. 175.000 chưa bao giờ Nhung xả giá này luôn. Ống quần lên nhá. Bo gấu mặc lên rất là đẹp. Ống quần bo gấu mặc lên rất là đẹp luôn nhá. Đơn chiều bên em gọi điện chốt đơn thì đi đơn rồi ạ. À? Đơn ngày nào xong đơn ngày đấy rồi các chị đẹp ơi. Đây em sẽ mặc phao ghi lê các chị luôn này. Con này thanh lý luôn các chị luôn này. 100 này. 197.000 đồng luôn. Được chưa ạ? Hàng 219.000 xả luôn các chị. 197.000. Mẫu này có 4 màu. 5 màu chứ 5 màu đấy. Cái này là 5 màu. Hàng đắt đấy ạ. Hàng này là bà... hay là thôi lên bộ tiếp, hay là lên bộ tiếp này, lên bộ tiếp đây nhé, hay là lên ghi lê này. Thế để em mặc áo giữ nhiệt cho chị đã. Áo giữ nhiệt màu đen em không? Cái quần nhung của đấy, đợi em một tí. Quần nhung hôm nay em xả lốt 85.000. Túi Quỳnh hết hàng rồi chị ơi. Em cảm ơn chị Bùi Vân nhá. Túi Quỳnh hết hàng rồi. Đây quần nhung ren. Quần nhung tem hôm nay xả 85.000. Đi lê đợi em một tí ạ. Mặc thời tiết này có vẻ phê không? Các chị đợi một tí. Con này em không chủ động bán bởi con này em còn chưa bán bao giờ cô ơi. Không định chủ động bán đâu ạ. Mọi người... Thôi, em không dám ôm hàng nữa. Các chị con giữ nhiệt cái. Bộ em vừa live stream rồi chị ơi. Áo giữ nhiệt em mặc cho chị xem này. Đây được chưa? Mặc này bầu bí con chen thoải mái. Bầu bí con chen thoải mái luôn. Mặc nó phải thoải mái, dễ chịu. Chất nó rất là to giãn. 65 cân vẫn ok luôn cho em. Mặc này xong là mix với áo phao ghi lê cho em. Đợi em một tí em mặc cho các chị luôn. Phao ghi nê nhung này, 197.000 đồng luôn. Các chị nhìn chất này, nhung nó mềm. Nó mềm, nó không bị cứng đâu, mặc mắc phê luôn cho em. Thề đẹp lắm luôn ấy. Áo này em cũng giá thanh lý luôn, cho bác nào có đơn rồi dùng đơn nhá. Áo này, tối nay mà em không ngồi đây thì em sẽ bán là 219 đấy. Em bán 219.000 đấy, em bán luôn các chị luôn. Chạy dịch luôn nhá, hai bên kéo khóa luôn này, chất mềm lắm. Mềm và ấm lắm các chị ơi, hai bên của nó có tối các chị kéo khóa cho em luôn. Mẫu này các chị ghi là gì ạ? Mẫu này các đừng ghi là ghi lên nhung nhá. Mã này các chị ghi là phao túi đi. Mẫu này các chị là phao túi đi. Alo có mấy kiểu à? Đen kia là kiểu khác mẹ ơi. Kiểu này khác này. Chết gió. Đây này kiểu khác giống, này. Cái này giống như này. Ôi giời. Khác nhau rồi các chị ơi. Ơi. Ba cái giống nhau. Thôi bán một hai cái này giống nhau các chị ơi. Thôi bán đồng giá 197.000 nốt đi. Bán đồng giá 197 nhá. Thế thì mẫu này các chị ghi là mẫu này các chị ghi em là phao 197 đi, phao 197 nhá. Phao 197 nhá. Còn các chị nhìn kỹ của em nhá. Màu này này thì là sẽ cái túi này này, màu này các chị ghi là màu be sáng. Em có màu be sáng này, em có màu này các chị là màu be tối này. Màu này các chị là màu xanh, ui màu xanh rêu đẹp thế, màu xanh rêu này. Màu hồng này, hồng thì hơi nhạt, hồng thì thật sự là hơi nhạt. Và màu đen này, tông màu rất là dễ bán luôn. Các chị nhá, tông màu rất là đẹp luôn. Em để có cái gì không nhỉ, để treo cái này lên. Đây, đợi em một tí các chị ơi. Cho cô xem cái xước, cái xước xước đi. À cái em, cái này này. Để có không. Đây, đây. Đây, em sáng sẵn. Đây. Đấy, ok chưa các chị ơi, đẹp quá.
Tao 197 nhá. Tao 197 em lên bảng màu các chị luôn. Em có màu này các chị là màu be sáng, em có màu be tối, em có màu đen này. Em có màu đen này, em mặc các chị màu ấy đó. Em mặc cho các chị màu màu xanh đi em ơi, cho chị màu xanh đi. Này, mặc cái quần ren. Quần ren hôm nay Thanh Lý nốt 85.000. Người ta livestream 110.000 đấy ạ. Người ta livestream chạy quảng cáo 110.000 đấy, em bán các chị 85.000. Rẻ hơn cả chữ rẻ rồi, các chị nhận hàng thoải mái. Áo giữ nhiệt hôm nay xả 90.000 nhá. 90.000 là chỉ chốt tại livestream này thôi. Ôi cái hộp này đẹp quá. Này, màu áo rất là xinh. Em kéo các chị cái cổ lên này, bấm vào nhá. Các chị này, bấm vào cho em này, đi ra ngoài đường sợ lạnh thì các chị bấm vào cho em. Đấy, thích kính cổng ra giường bấm vào, không các chị cứ cởi ra này, các chị mặc này xong rồi các chị khoác ngoài nhẹ nhẹ này cho em thôi. Các chị bẻ cái cổ cho em nhá. Ghi là phao 197K kèm màu kèm số điện thoại luôn. Hôm nay vừa nhận được áo dạ VIP xong quá đỉnh. Còn cái nào nữa không, nhưng mà em hết rồi chị ạ. Áo dạ VIP em cũng không về được hàng nữa luôn. Vừa thấy nhà Phương Tokyo livestream 250.000 giá nhà Nhung. Vẫn quá ok luôn. Em xin phép ghim cái bình luận đấy được không? Em cảm ơn chị Ngọc Bích. Em cảm ơn chị nhá. Hàng nhà em là sẽ giống với Hot Girl Phương Tokyo bán cùng một nhà. Nhưng mà các chị yên tâm, lúc nào cũng sẽ rẻ hơn 50-100.000. Các chị nhá, các chị muốn mua hàng của Hot Girl mà giá rẻ thì đến với em. Bởi vì em cam kết cái hàng cái chỗ mà em nhập của những cái dòng sản phẩm áo lông, vậy là những cái áo phao này này là chuẩn của Hot Girl, chỗ Hot Girl đấy mà. Đấy, người ta còn cho em xem cả toa nữa cơ. Các chị yên tâm nhá. Mẫu này các chị yên tâm chuẩn hàng Hot Girl, còn cam kết các chị nếu như không phải hàng Hot Girl thì các chị em đề các chị 1-10 đấy chưa? Nhìn của em cái tem thì các chị biết. Các chị nhìn của em cái tem là các chị biết ngay nhá. Đấy, ghi của em là phao 197, các chị nhìn thấy chưa? Khách đấy. Hot Girl bán 250, em bán các chị 197.000 luôn. Dạ VIP xuất sắc, cảm ơn shop em, cảm ơn chị Thanh Hương nhá. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Đấy, bắt đầu lấy ghi em nhá. Phao, thế rồi mọi người đừng ghi là phao y lê nhá. Mẫu này các chị là phao 197, be tối này. Màu tiếp theo. Be sáng à? Hồng. Đen. Be sáng này, hồng này, đen là màu xanh rêu nhá. Đẹp lắm. Em qua mẫu nhá. Đây, cái con len mũ của các chị đây. Cái len mũ khoảng mấy chiếc em ơi? Ô, còn hai chiếc thôi, các chị đẹp ơi. Trên nhà một chiếc là 3 nhá. Thôi con lem mũ này thôi, khỏi phải xả nhá. Còn có 3 chiếc xả thì vẫn một, à thôi xả luôn 159 ít, còn 3 chiếc thôi. Khỏi mặc nhá, con này mặc lên xinh cực luôn ấy. Càng đơn giản càng đẹp, càng đơn giản càng đẹp luôn. Con này em thề, danh dự các chị, em về cách đây tầm ít nhất là 1 tháng rồi. Tất cả những cái mẫu này là hàng Trung Quốc và em ôm lâu rồi. Những cái mẫu hot của Trung Quốc nó sẽ gửi hàng cho em và em xem mẫu. Mẫu nào đẹp là em ok, em gửi gọi hàng về. Nhiều hàng quá là lắm khi là em quên, em không bán luôn đấy. Hôm trước là thấy một bạn bán lên livestream mặc áo này đẹp quá mới nhớ ra để mang ra, thề nó điêu mất lộc luôn. Các chị nhá, còn con này em nhập hàng cách đây ít nhất là phải 1 tháng rồi. Mẫu này các chị ghi là áo len mũ nhá, còn đúng 3 chiếc thôi. Nó có 4 màu thôi nhưng mà nó có 4 màu nhưng hết rồi. Thôi qua mẫu nhanh này, còn đúng 3 chiếc là hết này. Có cái gì nhiều cơ em ơi. Áo này đi, áo này xả lỗ không mặc luôn này. Áo này em xải vía này các chị ơi. Áo này em xải vía, em xải luôn các chị luôn này. Không biết làm sao này. Áo này rất là xinh và đẹp luôn. Rất là dày đẹp luôn. Từ trước trên livestream các chị nhìn rõ độ dày và những cái thương hiệu này. Chữ Prada này. Chữ Prada này là lủi trực tiếp vào trên áo luôn. Chữ Prada này lủi trực tiếp trên áo này. Em thanh lý luôn các chị luôn. Em bán là 199 và em xả lỗ các chị luôn 168.000 đồng luôn. Các chị ủng hộ em cái con này gái. Con này em còn tầm 30 con. Em thanh lý lỗ luôn các chị ơi. Hứa xả lỗ luôn các chị nhá. Con nào bảo xả lỗ là xả lỗ. Mỗi này các chị ghi là áo Prada đi. Hoặc là áo bèo. Áo bèo đi, các chị ghi là áo bèo đi. Áo bèo nhá, có bộ lụa. Tí nữa bộ lụa em xả lỗ các chị là 115.000. À thôi không xả được giá đấy đâu. Xả 120. Bộ lụa tí xả đồng giá 120. Từ từ nhá. Mẹ ơi, này hộ con ngọ dầu bôi chỗ này đau quá. Sao không nói được một lúc mà đau chỗ này thế này. Không, có anh thích cho cái quả dầu hôm qua, con dầu anh thích biết. Vì lê len thì em bán hết rồi. Bán hết rồi các chị ơi. Nem bèo. Đẹp mà, không to rộng đẹp này. Chất rất là đẹp nhưng mà cao quá so với những cái giá tiền em bán. Hai con bò được xả tới.
áo khoác có, cái gì cũng có hết. Áo bà giữ nhiệt em xả 90.000 nhá. 99.000 xả 90.000, hàng xuất xưa có tem bên trong nhá. Mẫu này các chị, các chị ơi lên số cho em đi nào. Lên số lấy gì phải lên số nhá. Em không váy tí em sẽ live trên sau. Em live này em không live theo yêu cầu ạ. Live đến đâu em lên mã đến đấy. Các chị chốt mã cho em thôi, còn em không lên theo yêu cầu nhá. Ừ đúng rồi, em cảm ơn chị Huyền Nghĩa nhé. Cứ like được 2-3 hôm thì nó lại bắt đầu đau, xong là lại nghỉ 1-2 hôm nó lại đỡ, xong lại này đấy. Nó cứ kiểu bị đau này như kiểu là nó to lên này. 2 tuần trước rồi mà chưa nhận được hàng. Ôi giời ơi chị gì Út ơi, đơn của chị hơn 1 triệu liền, bom của em về, gọi chị có nghe đâu. Không có cách nào để liên lạc với chị được. Đơn hoàn về rồi mà chị. Chị xem cuộc gọi nhỡ xem nào. Áo bèo. Các chị ơi G1 còn không, G1 em còn 10 chiếc màu be thôi. À 10 chiếc màu vi, G1 giảm 170. Mã này các chị là áo bèo be nhá. Cardia này tối qua vợ mới bán xong đây. Cardia này tối qua mới bán xong, còn 10 chiếc, vẫn còn 10 chiếc nữa thôi. Vài chiếc màu đen, bán luôn đi. Em đưa cho chị bán luôn 160 bầu và bầu người dưới tình sức khỏe. Em cảm ơn các chị nhá. Đây G1 của các chị đây, G1 hôm nay xả lốt các chị luôn này, 170.000, còn đúng 10 chiếc nữa thôi. Cái con gấu to trả bá luôn. Con gấu to trả bá luôn, form to, form rộng, form dấu quần. Chất len ép rất là dày và đẹp luôn. Ấm chưa? Này, form trùng luôn. Đúng 10 chiếc nữa thôi, hết sạch lâu rồi. Hết sạch lâu rồi, G1 nhá. G1 170.000, 170.000. Mã này tối qua mới bán xong. Trước thấy có mẫu like mà giờ bầu vẫn like à? Em bạn ấy like được 2 hôm nhưng các chị chê quá trời quá đất, xong là các chị không chốt đơn là em sốt ruột thôi. Tự túc là hạnh phúc các chị ơi. Mẫu này trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của nó, rất là dày cho em nhé. Đây, chất rất là dày cho em luôn. Hàng này bình thường bán lẻ ra chỉ là 199, xong là hôm qua là gọi là chạy dịch ở cái bà ở Linh Hiệp, bà ấy cũng kiểu là buôn bán, bà cũng nhờ em xả. Bà ấy là bà ấy nhờ em xả đấy. Xả rẻ thôi các chị luôn nhá. Hôm nay em xả luôn, còn hôm nay là mang tính chất hôm qua là em bán là 169.000. Em bán là 169 thì vâng, hôm nay là tổng xả kho hết, là vận động hết 3 người ở đây là phụ hết các chị ơi. Bình thường hôm qua em bán là 169 nhưng hôm nay em sẽ bán, em xin lỗi các chị nhá. Em xin lỗi các chị, hôm nay em sẽ bán là 160. Hôm nay là em nhung chạy dịch của em. Hôm qua là chạy dịch cho người ta. Người ta chạy, người ta xả rẻ cho em để chạy dịch. Và hôm nay thì em bắt buộc là em phải xả hàng đi để em chạy của em luôn. Em sợ lắm rồi ạ. Hôm nay xem ca Covid ở Hà Nội em sợ quá rồi. Mã này các chị là G1 nhá. G1 này. Xin được 170.000 rồi. G1 cho chị Hà Bùi em chốt đơn, chị Hà Phan một gà. Chị Hải Yến lên chốt đơn luôn à, chị Thảo lên chốt đơn, chị Xuân Nguyễn lên số cho em đi nào. Đấy. Mặc kéo giữ nhiệt bên trong cũng được, không phải cởi ra, cho nó ấm. Đây, phong to, phong rộng, phong dấu quần, trùng bông. Lam nữ có thể mặc được đôi, đó chị nhá. Lam nữ có thể mặc được đôi luôn cho em, xinh chưa? G1 nhá, còn đúng 10, chiếc em thanh lý nốt, chị Anh Ngọc một chiếc ok, gái chốt đơn. 3 chiếc cuối cùng, áo giữ nhiệt em có đủ màu, em lên lại bằng màu áo giữ nhiệt nhá. Hàng nhà em là hàng xuất xứ, bên trong có tem bên trong. Không phải tự dưng em bán được vài nghìn đâu á chị ơi. Bán đi bán lại và chưa là em xả giá này luôn. Em bán 99.000, hôm nay xả 90.000. Dòng giữ nhiệt này em chỉ lãi được các chị 12-15.000 tùy thời điểm thôi. Nên là em xả 90.000 là gần như là không công rồi đấy. Trừ tiền nhân viên gọi điện chốt đơn đóng hàng là không công rồi. Nhà em có màu này các chị là màu đen. Màu này các chị ghi hộ em là màu nâu tối này, à lâu nhạt này. Màu này các chị ghi hộ em là màu lâu đậm này. Màu này các chị ghi em là màu xanh này. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu trắng và màu đen nhá. G1 áo dạng ngắn không ạ? Áo dạng ngắn hôm trước xả hết rồi đúng không em? Còn con nào không? Còn 1-2 chiếc rồi tí nữa em sẽ bán sau nhá. G1 này, bộ lụa xả 120, em không xả 115 đâu, tiếc lắm.
tí nữa xả sau nhá, có ít thôi, có mỗi một mẫu thôi, không có nhiều, cuối livestream em mới xả được. Ai lấy mẫu này các chị ghi hộ em là cardian nha, cardian của các chị đây. Mẫu cardian này các chị ghi là cardian 169 xả 160. Ghi rõ em thế nhá, không lần tại vì mã của nó cardian 169 mà. Em còn chỗ này em còn 15 chiếc màu be thôi. Và 5 chiếc màu đen là hết sạch hàng rồi. Cardian 169 em xả 160. Các chị chia sẻ livestream cho em với. Cardian 169 em xả 160, đẹp chưa? Mẫu chụp rất là đẹp luôn, form to, form dài, form rộng. Trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của nó luôn, được chưa? Cardian 169 em xả 160. Em bắt đầu chốt đơn luôn các chị luôn. Đây. Đầu bộ em có thì nữa em sẽ bán kèm. Ok, Tùng Minh nhá, các chị ơi không cần phải lên sổ lên địa chỉ đâu, lên địa chỉ này em sợ bị giả danh shop là bị cắt đơn ấy. Ghi hộ em là Cardian 169 xả 160 này. Ba chiếc. Đây, hết chưa? Còn đen nữa. Nhanh tay xem là còn đứng lên thôi là hết sạch hàng. Đấy, em không đọc căn mình đâu. Riêng mã này là em sẽ không những cái mã nào của các chị căn mình nhiều thì em sẽ không đọc căn mình đâu. Đọc xong là mai các chị lại Nhung ơi là đọc tên chị rồi xong là không gọi điện chốt đơn nhé. Nó là căn mình trước thì được hàng trước hết hàng đấy thôi. Đấy, màu đen nốt màu đen đi, màu be hết rồi. Đấy, 160.000 đồng, màu đen nốt đi em ơi. Bảo Ngọc ơi lên số cho em này. Cardian 169 khoảng 160. Đẹp nữa, đẹp, các chị ủng hộ em nốt màu đen cho nó hết. 11. Kia kia nữa kìa, thôi. Trên mắt vẫn còn 3 chiếc kìa. Đếm đủ. Đếm đi. Này, nốt này. Được chưa? Cardian 169 xả 160. Để đây, đếm đây, đếm đây, đếm đây. Thôi không cần đâu mẹ ơi. Mai bảo nó đếm lại là được. Hết hàng em qua mẫu này. Áo ba lỗ bao nhiêu em? Ba lỗ là áo nào đấy? Áo kia là 197.000 em xả luôn nhá. Bộ lụa đây. Bộ lụa của các chị đây. Xả đồng giá 120 nhá. Em chỉ còn nhiều loang xanh thôi. Em chỉ còn nhiều loang xanh đây. 120.000 chưa bao giờ giảm. Xả giá này luôn. Rẻ hơn cả giá chỉ luôn. Rẻ hơn cả giá sỉ luôn, bác nào có đơn rồi dùng đơn nhá. Một bộ, một chiếc bên em không đi đơn đâu ạ. Nhá, bộ lụa loang xanh đó chưa? Loang xanh. Không cần em ơi. Loang xanh nhá, em mặc rồi em không mặc lại nữa đâu ạ. Tất cả những cái mẫu này em qua hết rồi, loang xanh. Tiếp này, ô vuông đen có đúng hai bộ là hết rồi. Kia một bộ hoa trà xanh nữa. Cardian dài 285 còn không ạ? À? Cardian dài 285 hết sạch rồi, không còn một chiếc nào nữa ạ. Nhá. Ai lấy mẫu này các chị ghi là loang xanh, nhanh tay cho em 120.000, chất rất là đẹp luôn. Chất lụa mango cao cấp luôn. Bản thân em cũng mặc luôn. Hoa trà xanh bị một bộ. Ô vuông đen còn hai bộ. Hoa trà xanh. Đấy, tranh nhau xong cuối cùng bom về của em. Hôm trước hủy bao nhiêu đơn của khách luôn. Bộ lụa Farisa thì 40 đến 65 cân. Thực sự là các chị mua nhà người khác nó cũng chỉ phở đi sai thôi mà. Em thích thì em cứ bảo các chị là có sai xong mua SML dán ở bên ngoài là xong. Đúng không chị? Nhưng mà thực tế nó không có sai đâu. Hàng các chị mua tầm trên 400.000 mà mấy cái kiểu là nhái của Victoria rồi người ta chạy quảng cáo ấy thì mới là cái đấy thì mới có sai. Còn dưới 200.000 không là có sai. Đâu cũng là một lò hết các chị ơi. Cái này trên là còn màu rêu nữa, màu lầm tôm nữa. Con này em cũng xả lỗ luôn này. 199.000 xả luôn các chị này, 162.000 đồng luôn, xả lỗ luôn được chưa? Con này đẹp này, màu lầm tôm đẹp lắm. Cho em một tí, mẫu này gọi là Cardian xả 162, Cardian túi đi. Mã này là Cardian hộp, à Cardian gì? Mã này là gì? Ghi là Cardian xả lỗ đi, 162.000 đồng. Màu lòng tôm này, mẫu chụp cực kỳ đẹp luôn, đây em sẽ mặc các chị luôn. Ô vuông đen có hai bộ thôi, các bác chuyển sang màu khác đi. Chủ yếu là có loang xanh.
Loang xanh em là cái màu mà em thấy đẹp nhất. Em chơi một phát 50 bộ rồi, cuối cùng bây giờ vẫn còn. Nhưng em không hiểu tại sao luôn. Em thấy cái màu đấy nó đẹp nhất luôn ấy. Chắc là màu của nó kiểu là hơi bị kém. Bây giờ sợ là em thấy màu loang xanh rất là đẹp, em mới nhập nhiều nhất thì nó mới còn. Đây nhá, đẹp chưa? Caria này em thanh lý luôn các chị 162.000. Áo phao kia là 179.000 đồng các chị ơi. Mẫu này các chị là Carian gì nhỉ? Xả lỗ. Ghi là Carian xả lỗ 162.000. Em có màu này các chị ghi của em là màu lòng tôm, và màu này các chị là màu hồng xả lỗ nhá. Đây, rất là nhẹ nhàng, sương sương luôn. 162.000 đồng, Carian xả lỗ luôn. Quần tây hôm khác em sẽ live stream nhá. Hôm khác em sẽ live stream quần tây luôn. Gì nữa nhỉ? Guardian gạo đi, Guardian gạo đi em ạ. Em có màu này các chị ghi là màu lòng tôm này. Em có màu lòng tôm và màu này các chị là màu hồng. Áo len 3 phân em đánh bán là 65.000. Áo len 3 phân thì em không có xả, 65.000 nhá. Guardian này các chị ghi em là Guardian cái này là hot gold cho nên những màu của em ạ. Đấy, ghi lê treo sau anh mặc rồi các chị ơi, ghi lê treo đằng sau là 197.000 ạ, giá xả chạy dịch ạ, giá xả chạy dịch nhá. Màu trên kia là màu be tối này, hai cái dáng hơi khác nhau nhá. Màu trên kia là màu be sáng à, trên đầu là màu be tối, xong đến màu be sáng hồng này. Thế thì lấy một cái con be sáng ra, tại vì hai mã nó khác nhau ạ. Cái ba cái mã đầu là túi hộp, còn hai cái mã cuối thì mẫu nó hơi khác một tí nhá. Đây, ok, đây nhá, hai mã này nó khác này, mã trên cùng với là mã này là một này, nó giống nhau này, đồng giá 197, chất thì bao mềm, các chị sờ chất bên ngoài phê lắm, nó không bị cứng đâu ạ, bao mềm nhá, 197, hàng hai lớp, rất là ấm luôn, mẫu này thì xả đồng giá 197.000, áo dạ không có, áo dạ chẳng có hàng mà bán ấy, chứ nói chi là xả áo dạ. Thề các chị luôn, hôm trước hủy bao nhiêu đơn của khách ạ. Thì bởi vì các chị biết là Linh Hiệp đóng cửa rồi, dịch có mà tới tấp, bây giờ là có về được hàng nữa đâu ạ. Carian gạo này, Carian gạo, em có màu này các chị ghi là màu be này. Em có màu này các chị ghi là màu xanh này. Còn hai xanh này, Carian gạo hôm nay xả luôn này, 138.000 đồng, chưa giờ xả giá này luôn, hứa danh dự xả lỗ, không xả lỗ không làm người luôn. Được chưa, 138.000. Hot đơn Kim Anh Nguyễn bầu bé mặc này, đơn tối qua chưa gọi, bên em gọi điện chỗ đơn hết rồi, có thể các chị không nghe máy thôi. Các chị nhá, còn áo phao kia các chị ghi là phao ghi lê, phao 197, phao 197, em có màu be sáng này, màu be tối này, màu xanh, màu hồng và màu đen. Xanh, hồng, đen thì dáng nó khác, dáng hộp túi. Còn dáng này thì hai bên sườn. Đây đó chị ơi, mã này em hứa em trả lỗ luôn ấy. Con này hôm đầu tiên em bán siêu đắt hàng luôn ấy. Thì có ai nào mà đến lô thứ hai đợi bù hàng, xong rồi cứ hí hửng đợi. Đấy, cái giống hot girl là nó như thế luôn. Sao lại vừa lấy báo 179 mà em chưa rồi em báo 179 chị ơi. 179 là mã khác nhé chị nhá. Còn mã kia là 197.000, các chị nghe rõ em nhá. 179 là phao nào nhỉ? Là có mỗi cái mã ghi lê nhung ấy thì em xả là 155, em bảo là mã đấy bình thường, em mà không ấy có nhiều là em phải bán 179. Đây các chị ơi, Carian gạo kèm màu kèm số thứ hai, em mặc thế này thì nó không được đẹp bởi vì em mặc cái áo 3 phân bên trong. Như hot girl Kim Anh Nguyễn mặc ấy thì mặc này, sau là mặc cái quần bon ấy, đứng dậy các thứ. Năm nay thì em không thể mặc đẹp rồi bởi vì bụng em rất là to rồi. Nhưng mà các chị yên tâm, chuẩn hàng đẹp các chị luôn. Đây, nhận được túi về áo rồi, đẹp lắm shop. Em cảm ơn chị Ngọc Hân rất là nhiều nhá. Gạo này em có màu này các chị ghi là màu bò, nghe rõ nhá, em có màu bò. Em có màu này các chị là màu xanh và màu này các chị ghi là màu be, bò xanh be. Bớt ngắn chưa chị ơi, hàng tàu phải 10 hôm về nhá, chứ không phải như hàng Linh Nghiệp à. Em gọi 1-2 hôm là gọi một tí là có luôn nhá. Hàng tàu là em gọi những cái túi sách, thứ nhất là túi sách, thứ hai là giày dép, áo phao là em gọi trực tiếp ở hàng tàu, gọi trực tiếp bên tàu về thì thường sẽ là 10 đến 15 hôm hàng nó mới về cơ.
Mẹ hộ con hơn mưa mà. Áo gạo xả một bao nhiêu? 138 ạ. Nhìn cho chị, ngó cho chị cái nhiều, cái nào nhiều nhiều. Xả hết bằng sạch đi. Áo lông đi. Không, áo lông báo hôm qua đẹp thì để chạy. Áo thổ cầm cái kém rồi. Áo thổ cầm nhé. Cái này là hàng hãng, hàng xuất xứ đấy chứ. Sao ghi lên là 197.000 ạ. Cái này là hàng hãng, hàng xuất xứ, chất rất là đẹp luôn. Đây, các chị ơi, đẹp chưa? Con này em xả lỗ luôn các chị này, 160. Em bán là 185 xả lỗ các chị, 165.000. Nhá, đẹp ơi là đẹp luôn. Hàng xuất xứ bên trong, ở bên ngoài cái túi của nó rất là xịn sò luôn, cho em luôn. Thế thì mai bên em sẽ gọi lại chị Miu em và kiểm tra đơn hàng. Brado em hết sạch hàng rồi. Không. Còn mã nào không nhỉ? Còn vest ấy không? Vest huy hiệu còn không nhỉ? Còn mấy con. Ê có Brado, đợi em một tí em xả. Mẫu này các chị ghi là áo mã này là trước là mã hãng này này. Áo hãng này, có áo hãng chưa nhỉ? Áo hãng đi xinh lắm, 165.000 này. Đẹp chưa? Ỉm hàng để đến Tết bán đấy. Này bầu buông xem thoải mái mà rất là đẹp luôn. Em có màu này các chị ghi là màu lâu, áo hãng em có màu lâu. Em có màu trắng này. Em có màu trắng và em có màu rêu. Áo hãng kèm màu kèm số điện thoại 165.000, phong to phong rộng, chất rất là đẹp luôn. Không chị ơi, bớt ngắn khi nào về các chị đặt sau nhá. Em không nhận giữ đơn trước đâu. Khi nào về các chị đặt sau. 165.000. Áo hãng các chị ơi, áo hãng nhá. Váy cuối livestream nếu như kỳ thì em sẽ lên tùy nhá, tùy. Cardigan đầu livestream thì hết hàng rồi các chị ơi. Được cái áo lông beo, chị bán áo lông beo trước. Áo hãng nhá, áo hãng này. Áo này ở bên ngoài cái túi nó rất là xịn sò luôn cho em ạ. Lâu này, đây, nhìn cho em này. Họa tiết tha thủ cầm này, hàng vằn cho em nhẹ nhàng. Đây, màu đen này. Màu đen cũng đẹp ghê cơ. Màu đen này, màu rêu này. Màu này, màu trắng đẹp quá. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Áo hãng nhá, xả lỗ luôn 165.000, từ 185 em đang xuống 165.000. Các chị biết rồi, nhà em chỉ lãi được 15-20.000 thôi. Auto là lỗ rồi các chị ạ. Kể cả có bán hòa vốn nhập vào 165 thì cũng cái công nhân viên gọi điện chốt đơn đóng hàng băng dính túi bóng thì chắc chắn là em lỗ rồi. Các chị nhá. Màu em nhắc lại bằng màu áo hãng này. Em có màu này các chị là màu lâu này. Màu này các chị ghi lên là màu trắng và màu này các chị màu rêu. Nhá, em mặc các chị màu trắng đi, màu trắng đẹp không? Ở trên nhà đầy em ơi. Mày ghi đâu. Con này nhiều lắm, con này em phải có tầm 50 con cơ các bác ạ. Đấy em ỉm hàng đi, em cắt đi, em bảo là để đến khi nào lạnh tung ra bán cho nó được giá đấy. Cuối cùng thì bây giờ dịch một phát là thôi. 13 cho nó đi luôn. Và nhanh. Đeo kia 13 thôi. Đây màu trắng này. Quá đẹp luôn. Này đẹp chưa? Cái túi ở bên ngoài nhìn nó phê lắm. Mẹ ơi mẹ lên nhà mẹ lấy hộ con một cái chồng của cái áo này. Áo dây đang mặc có bán không? Không à, 2 dây 4 còn không em nhỉ? Có trắng. Còn nhá chị ơi, còn trắng thôi thì thôi không cần đâu em ơi. 2 dây 4 em có bán nhá, 35.000 nhá. Đây đúng chưa? Áo hãng kèm màu kèm số loại, trắng, lâu và đen. Đợi em một tí em sẽ lấy cái túi của nó để các chị biết là tại vì sao em gọi nó là áo hãng. Tại vì sao đây này các chị này. Túi của nó bên ngoài nó sẽ lập dập logo này, tem mác, cái này là hàng xuất xứ. Cái này là hàng xuất xứ nhá, hàng xuất xứ đi Mỹ đây này các chị ơi. Đấy nhìn nó rất là xịn sò luôn cho em này. Đấy toàn bộ là hàng tuần, các chị có muốn mua người khác, nhà người khác cũng không có đâu. Em mê nó ở cái túi này này. Em mê nó ở cái túi lam mặc được, lam mặc màu rêu chị ơi. Lam mặc màu rêu. Ghi lê đằng sau em xả 179.000 ạ, rẻ hơn cả hàng Việt Nam cắt luôn. À em xin lỗi. Em xin lỗi em nhỡ mồm nhá, 197. Em nộm nhầm, em đọc nộm nhầm nhá, 197.000 đồng ạ. 197.000 đồng em nộm, đọc lộn nhá. Em mặc lốt các chị màu rêu đây các chị ơi, túi này. Đây, túi của nó bên ngoài rất là xịn sò luôn. Ghi em là áo hãng kèm màu kèm số điện thoại, 65 cân 1m7 có ngắn không à? Biết là túi gì? Đây em một túi em ưỡn.
Đây các chị nhìn cái túi này. Đây cái túi của nó bên ngoài xịn sò lắm luôn này. Đây. Đến tầm cặp quần nhá chị ơi. Em mặc lớp màu rêu nhá. Màu rêu này. Rêu rêu tây chưa? Rêu tây chưa? Màu nào cũng đẹp. Ôi xòi rêu đẹp chưa? Tưởng màu rêu xấu nhất đúng không chị? Mặc lên thì mới biết là đẹp hay không. Đây. Đẹp quá, rêu mới là đẹp này. Rêu nhá, nhá. Rêu kèm số điện thoại luôn. Còn áo len tăm không á? Áo len tăm là cái gì nhỉ? Len tăm chị chưa hình dung ra nó là cái gì. À đây á, áo là cổ tròn đưa đây xả lốt 75.000 lốt. Khách nhà em còn rẻ, thề rẻ hơn cả giá sỉ. Khách nhà em sáng nay mới thắc mắc xong, sáng nay mới thắc mắc rằng chị ơi sao chị lại bán lẻ ra bán lẻ là 8 năm mà để sỉ thế. Hôm nay em xả luôn 75.000, em xả dịch luôn nhá, nên là đừng thắc mắc tại vì sao. Mẫu này các chị là áo cổ tròn nhá, em còn màu lâu, còn màu lâu và màu hồng các chị nhá. Áo háng rêu lâu và đen, à rêu lâu và trắng, rêu lâu và trắng nhá chị nhá. Áo vest thì nữa chị ơi nhá. Mẫu này các chị là áo cổ tròn này, xả lốt các chị 75.000 nốt cho nó gọn mẫu. Không phải đến đâu, áo cổ tròn không phải đến đâu, thanh lý nốt đi 75.000. Đây, 75.000 em bán 99.000. Rẻ hơn cả giá sỉ luôn. Đây, các chị sơ vin mà rất là đẹp. Mặc này xong là mặc với áo phao cho em ok. Còn mỗi màu lâu với màu xanh, à màu hồng thôi. Nâu hồng thôi các chị nhá. Bình thường em có 5 màu. Bình thường em có 5 màu. Hôm nay xả lốt 75.000 đây em sẽ mặc này vào. Mặc lại với áo phao vi lê các chị luôn. Đây được chưa? Các chị mix áo này bên trong rồi mix với áo phao ghi lê bên ngoài cho em. Cổ tròn nhá, kéo lốt, nó gọn mẫu. Hai dây búng có màu trắng chưa? Hai dây búng có màu trắng. Không nhá, à, có áo này cổ cao không á? Cổ cao là cổ 3 phân đó chị. Hay như là cổ 3 phân thì chỉ có 65 thôi. Cổ 3 phân thì có 65.000 thôi nhá, nhá. Đấy, bác nào lấy áo phao, các chị ghi là phao nhung. Không, cứ để thế thôi em ạ. Cổ tròn nhá, em nhắc lại bảng màu cổ tròn này. Em có màu màu hồng, em mặc lốt các chị màu lâu nhá. Lốt các chị 75.000. Cardian nem túi còn không ạ? À? Cardian nem túi còn không nhỉ? Là mã nào? Là mã nào nhỉ? Lâu đẹp chưa? Đẹp chưa các chị ơi? Túi Tết á? Túi Tết còn mỗi be thôi. 5 màu bây giờ còn mỗi be. Túi đây em bán là 218 nhá. Thôi cứ để đấy thôi em ạ. Nhá, cổ tròn nâu đẹp chưa? 75.000 nốt cho nó gọn mẫu. Hồng thì nhìn nó lạ mắt các chị nhá, hồng nó lạ mắt. Vest đây, vest em còn một chiếc size gì đó. Đây là vest xước này, vest chưa, vest này là vest huy hiệu hàng tàu nhá, em không chơi hệ Việt Nam cắt đâu ạ. Chân bánh nhung em hết à? Cái này của em là hàng tàu, nghe kỹ em nhá. Nó có sai số và cam kết các chị là chuẩn hàng tàu, hàng Việt Nam đến các chị một gốc 100 lần, đúng chưa? Chất rất là dày vẹt luôn. Trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của nó và hai bên cầu vai của nó có đệm mút.
hai bên đầu ở cầu vai của nó có đệm mút nhá, và có sai luôn. Hiện tại là vét xước em chỉ còn 3L và 1M. À, vét này các chị ghi là vét huy hiệu, em chỉ còn 1M và 3L. Size M là dưới 55 cân, size L là trên 55 cân. Các chị nhá, xả lốt các chị là 160.000 đồng. 160.000 đồng hàng tàu cho em luôn, xịt sò luôn. Còn đúng 4 chiếc nữa thôi ạ. Em về hơn 100 chiếc. Em về hơn 100 chiếc nhưng mà kiểu là cái vest này nó có sai số ấy. À, người cần sai này là đâm ra là nó áo trễ vai em hết hàng rồi. Áo trễ vai có. Trên nhà có áo trễ vai lâu lâu hôm nay chị mới treo luôn ấy. Chỗ chỗ thanh ngắn đấy. Xong là cầm luôn cái áo nhung ở chỗ kia kìa, chị chưa bán luôn, hôm nay xả hết đi. Cái váy nhung màu đen ấy. Có hai size ML các nhá. Đây. Chất rất là đẹp luôn, hàng hai lớp cho em, rẻ hơn cả hàng Việt Nam cắt đúng không chị ơi? Với cái giá này các chị còn không mua được hàng Việt Nam cắt, hàng Việt Nam cắt cũng phải bán với chị tầm 180-190.000 rồi. Em cam kết các chị hàng tàu và các chị chỉ mua có nhà em mới có thôi. Bởi vì hàng này là em săn sale nhá. Vét xước tương tự như thế, là vét xước cũng là hàng tàu. Em cũng còn duy nhất một chiếc size S. Size S thì dưới 50 cân. Đây là vét xước. Cái này là vét xước nhá, tay này. Đấy, vét xước thì em cũng xả lốt 160. Còn duy nhất một chiếc là hết sạch. Hết sạch vét nhá. Cái này là vét xước size S dưới 50 cân. Vét xước size S dưới 50 cân. Áo dạ này em bị bom về một chiếc đây. Khách sỉ như em thích tha đặt luôn kìa. Ok, các chị cứ căn mình mã kèm số điện thoại là sẽ có đơn nhá. Chuẩn bị một siêu phẩm đây này. Chưa bán bao giờ đây. Từ đại, mẫu này các chị ghi là dạ kẻ vàng đi. Xả luôn các chị này. Bán là bao tiền không nhớ. Xả luôn 150. Đúng một chiếc kìa. Đúng một chiếc nhá. Dạ kẻ vàng 150 bị bom về. Bom về đúng một chiếc thôi. 150. Áo len 3 phân đây các chị ơi. 3 phân này là 65.000 nhá. Áo len 3 phân thì em vẫn live stream mãi rồi. Em có màu này các chị là màu trắng này. 3 phân em có màu trắng. Em có màu rêu này. Em có màu đỏ. Em có màu này các chị ghi quen là màu xanh. Em có màu này các chị là màu be tối. Em có màu xanh lá và màu này các chị là màu đen. 65.000 một chiếc thôi. Em hay mặc cái áo này trên live stream và mix với cái áo kia kìa. Em hay mix thế thôi nhá. 65.000 thôi ạ. Dạ vàng 150. Dạ kẻ vàng 150. Một chiếc. Vét xước cũng 160. Đây đưa cho chị cái áo này. Thôi cái áo đấy để thế, để đằng bên kia kìa. Hoặc beo, lốt các chị luôn. Hàng cao cấp 299 xả 230. Con này theo như còn 3 chiếc rồi ạ. Con này có size đấy. 2 size ML. Chị Đại Lâm Mộc cho em lại số với. 2 size ML. Hàng 2 lớp, siêu đẹp luôn cho em này. Sang chảnh cực kỳ luôn. Những cái dòng beo này, hàng lông cực kỳ ấm luôn. Mặc vào chỉ bao ấm bao phê luôn. Đẹp chưa? Xả lốt 230. Mẫu này các chị là khoác beo. Khoác beo nhá. Xả lốt các chị 230.000 luôn. 230 điểm. Lốt 230. Sang chảnh xịn sò tay này. Máy rất là đẹp luôn cho em nhá. Còn có 3 chiếc nữa thôi ạ. Có lẽ em bán đúng một live stream là hết sạch hàng. Từ hôm đấy đến giờ em không có live stream. Mà vẫn đến giờ phút này chỉ còn đúng 3 chiếc thôi. Áo cổ tim. Lót đi, áo cổ tim lót đi. Sang lắm, con này cực kỳ sang. Phát bèo. Có size đấy, em đang mặc size M. Là size bé nhất. Tầm dưới 50 cân thì lấy size M. Trên 50 cân là mặc size L cho em là ok nhất. Đẹp, kinh khủng luôn. Đừng bỏ qua cái áo này cho em. Sang chảnh con sò lắm luôn ấy. Đấy, năm nay là em bầu ví vào em không gan được nữa rồi các chưa. Năm nay em bầu ý là em không có gan được nữa. Em không dám ôm hàng, em không dám giữ hàng, sợ đến lúc mà ấy thì lại đẻ. Đây cổ tim bên này nữa này. Thôi mẹ cứ đưa đây. Áo này nhá. Áo này thật sự em xả lắm rồi nên không thể xả được nữa. Cả hai em ơi, cả hai. Mẹ cứ đưa cho con màu bản này luôn. Còn áo len thừng không chị ạ? Áo len thừng là mã nào nhỉ? Áo len thừng. Mai các chị để ý nghe điện thoại của em nhé. Hàng xả mà mất công ngồi xem cả buổi tối live stream rồi cuối cùng không nghe hàng xả. Hàng xả nên là gọi là không phải bác nào cũng có
Bác nào nghe máy thì bác ấy mới có thôi. Nên các chị phải nhanh tay cho em nhé. Nếu không nghe máy xong tí nó gọi lại là auto hết hàng đấy. Đây mẫu này thì em trả lốt các chị luôn 88.000 đồng. Thực sự là giá này em không thể trả được nữa luôn đấy. Mẫu này các chị ghi là áo xả 88k nhé. Mặc là chất len này, con này mặc lên. Không mặc đi chơi, mặc đi ngủ cho em được. Không mặc đi chơi, mặc đi ngủ cho em cũng được. Có 88.000 bộ lụa em vừa xả hết rồi nhé. Còn khoác gì nữa không có nhé chị ơi. Hôm nay xả hàng thì cái gì di cái gì cũng có. Có cái gì thì em lên cái đấy thôi nhá. Có 1-2 chiếc em cũng lên hết. Cứ từ từ nhá. Đây các chị này, 88.000 đồng, đẹp chưa? Tay này, me này, nhìn rất là Hàn Quốc luôn cho em. Các chị này, rồi nhá chị Đại Ngâm Mộc á. Ok chị này, đây. Áo xả 88k. Này các chị ở đây, để về này cho em này. Rất là xinh luôn, ba tông màu nhá. Màu be các chị sẽ nhìn rõ chất của nó. Áo be là 299. 299 này, xả bao nhiêu nhỉ? 230 à? Đấy, những cái hàng mà em xả lỗ là em không nhớ giá đâu, vì em chốt lắm khi là kiểu là chốt theo kiểu tùy hứng đấy. Hết bộ lụa rồi, em trả lời rồi mà. Nhá, áo xả 88k, hồng này. Hồng, be và xanh nhá. Hồng, be và xanh, 88.000 một chiếc thôi. Chủ yếu là em còn màu hồng thôi. À, còn chủ yếu còn nhiều màu xanh. Còn màu be hết là be hết hàng thế hạ, be luôn đi em. Be hết nhá. Chủ yếu còn xanh với hồng thôi. Hồng thì cũng hết rồi nữa, hồng còn mấy? Hồng còn 5 chiếc thôi các chị ơi, thôi hết. Hết xanh nhá, còn mỗi xanh thôi. Nốt này, phao đằng sau là bao tiền nhỉ? Phao đằng sau là 197, phao 197 nhá chị ơi, phao 197 này, dạ kẻ thì không có sai chị ơi. Dạ kẻ không nói sai. Đem sẽ mix cho các chị này. Xanh đẹp mà, hộ em nốt cái màu xanh đi. Còn mỗi xanh thôi là hết sạch rồi ạ. Em đã xác định xả lỗ rồi đó chị ơi. Phao đấy nhá, em mặc cho chị phao này. Có cái màu hồng. Cái này cũng gấp vào để em mang. Phao nó có hai kiểu. Em treo hộ chị cái này đã. Đơn lúc chưa gọi điện chốt đơn thì đi ôn rồi, các chị không phải tiếp đường ship đâu ạ. Hôm nay em xả lỗ rồi nên là chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nên các chị yên tâm. Phải tiếp em tiền ship đâu. Nhá, áo xả 88k có mỗi màu xanh, mọi người ủng hộ em nốt cho nó hết này. Đây các chị ơi, mic này cho em này, mặc với áo phao đi lên cho em rất là ok đúng không ạ? Thật sự là có 88.000 cho một cái áo thôi. Em nói thật sự nó rẻ hơn cả hàng Việt Nam cắt luôn. Em thừa danh dự em xả lỗ luôn. Ok chị nhá. Em xả lỗ luôn. Thanh lý thu hồi vốn nữa chị ơi. Chị bảo là 88.000 mua được lỗ cái áo không hàng Việt Nam cắt không. Đúng không ạ? Một cái áo len hàng Trung Quốc. Áo len thì chỉ có hàng tàu thôi, không có hàng Việt Nam đâu. Phao thì có hai kiểu, một là kiểu túi hộp, hai là kiểu túi chéo. Túi chéo thì em chỉ có màu be tối này, à be sáng và trên là be tối. Túi chéo thì chỉ có be sáng và be tối. Còn túi hộp thì em có màu hồng, em có màu rêu và màu em đang mặc là màu đen nữa nhá. Ghi lê là em xả đồng giá 197.000 đồng ạ. 197.000 đồng, các bác không nghe nhầm đâu ạ. Em xả đồng giá 197 các chị nhá. Em xả hết hôm nay rồi mai em sẽ lên tầng 2 em xả phao. Ngày kia em sẽ lên tầng 3 em xả. À không, mỗi chắc là phải cách đơn 2 hôm em sẽ xả một lần. Em sẽ xả bắc ca nhá, cho nó hết 3 tầng. Áo 88k hết be rồi các chị ơi. Ủng hộ em nốt nhá. Hết rồi, cuối cùng đi. Đây cái áo bên cạnh đây. Áo này chất đẹp lắm này. Các chị ơi chuẩn bị nhá. Áo này em cũng để ủ tím đi để mà vào mùa bán ấy. Nào, trên livestream các chị rõ độ dày và chất luôn. Càng đơn giản mặc lên càng đẹp. Này đẹp chưa? Càng đơn giản mặc lên càng đẹp. Con này có ít thôi, 20 chiếc màu. Màu này là màu lâu tây ấy. Lâu này gọi là lâu bò đấy, nâu bò và màu be. Con này rất rất là đẹp luôn này. Nghe giá sốc luôn này, 138.000 đồng luôn. Được chưa ạ? Thường những cái dòng này em sẽ vào mùa em sẽ bán đồng giá là 179.000 đấy các chị ơi. Chất đẹp lắm, 138.000 đồng luôn. Quy em là gì đây? Ôi trời ơi, tây chưa? Cổ 3 phân, cổ 5 phân ấm này. Mặc xong là mix với ghi lê cho này, đẹp. Này, dáng dài luôn này, đẹp quá. Này, đằng trước đằng sau luôn. Áo 138k nhá. Này, nhìn dụ em cái thớ này. Nhìn em cái thớ vải này. Áo 138k.
Em có màu này các chị ghi em là màu nâu bò. Màu lâu đi, màu lâu xong này. Xong rồi các chị lại comment là màu bò. Chị ơi màu bò là màu gì? Nhà em không có màu bò, nhân viên nhà em nó thế đấy các chị ạ. Hôm nay cũng thế. Chị ơi cái bộ kia nhà em không có màu tím, em chỉ có màu hồng thôi, nhưng mà thực sự nó là phải gọi là cái màu đấy là tím khoai môn thì mới đúng. Vâng nhá Quyên là chị ơi nhà em không có màu tím, nhà em có màu hồng thôi. Ngồi nghe bọn nó tư vấn mà thấy chuối hết cả lại luôn các chị ạ. Mẫu này các chị ghi là áo 138 nhá, đẹp lắm, thật sự luôn. Các chị nhìn em cái thớ vải này, ấm ơi là ấm luôn nhá. Có 138.000 thôi. Hôm nay là chưa vào em live stream mẫu này đúng không chị ơi? Chưa vào bạn live stream mẫu này. Bình thường em sẽ bán là 179 ấy, nhưng cái dòng này thì em sẽ bán đồng giá là 179, bởi vì tệ. Em order về thì nó chung chung thôi, sao là chia ra là nó cứ gọi là xem nhau thôi. Xem nhau thôi thì em sẽ bán là những cái dòng kiểu cổ 3 phân này, em sẽ thường thì em sẽ bán đồng giá là 179. Những cái kiểu cổ lọ thì em sẽ bán cao hơn một tí, rồi là cardigan thì thường em sẽ bán là đồng giá 199. Nhận hàng nhà Nhung bao phê, em cảm ơn chị Kiều Trang nhá. Năm nay gọi là không hợp thời, năm nay này em không hợp thời các chị ạ. Thứ nhất là bầu bí, thứ hai là dịch. Được cái năm mà chuẩn bị hàng từ tháng 7. Từ tháng 7 ôm hàng, từ tháng 7 order hàng, từ tháng 7 tháng 8 để hí hửng để là vào mùa để mà bán. Để bảo là năm nay kiểu gì cũng ra tiền, cuối cùng thì đùng một cái. Được tháng trước là bán ngon ơ, mấy hôm nay tự dưng dịch một phát thì thôi. Mọi người thấy đơn vẫn rất là nhiều, nhiều comment cho đơn vẫn rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì làm sao? Một lửa. Ví dụ ra 500 đơn thì chỉ chốt được 250 đơn thôi, vất đi một lửa thôi. Bình thường em chỉ vất đi 1/3 thôi, mà bây giờ là auto vất đi một lửa. Xong là lại còn bom hàng nhiều nữa cơ. Bác ca nhà em ấm thật, 70 cân vẫn rộng thoải mái. Em cảm ơn chị Khánh Ly nhá. Chị Hoàng Hiền lên số cho em đi. Áo 138, quần da còn không dung, quần da 80 hàng rẻ đi, đưa chị xả lốt đi. Quần da em còn đây, quần da hàng rẻ nhá. Hàng em nói thẳng là hàng Việt Nam nhá. Hàng Việt Nam em nói Việt Nam, hàng tàu em nói hàng tàu màu be đẹp quá. Đừng nên bỏ qua áo này nhá, lấy áo này xong là mặc cái áo phao đi lên. Mặc cái áo phao đi lên chẳng là ok. Có bomber đây, bomber thì em xả hết, váy có tí nữa, váy chắc là váy của live stream nhá, váy thì em không, ít khi em xả lắm, váy thì em không xả đâu, tại vì váy còn không có hàng bán đấy các chị ơi. Đây các chị ơi, mặc áo này xong là khoác với cao ghi lê cho em, ấm chưa, chất bao phê luôn, ok chị luôn nhá, đây, rất là dày và ấm luôn, phong to, phong rộng, bầu bí như em này, mặc ok, có nhìn thấy không ạ, nhá. Đừng bỏ qua áo này nhá, áo 138k cần số điện thoại 10 be và 20 nâu thôi. Em về thử xem chất có ok không để em ôm hàng tiếp hết. Giờ bây giờ thì gọi gì nữa hả chị? Giờ gọi gì nữa đúng không? Quần da đây các chị ơi. 1m7 mặc cọc ấy chị ạ. Quần da này hàng rẻ nhá. Hàng rẻ em xả luôn tại livestream với chị là 85.000 luôn. Chưa giờ xả giá này luôn nhá. Em hàng này là hàng của nó là hàng Việt Nam, nhưng mà em thấy là chất vẫn rất là đẹp và ok, nên là em vẫn mới nhập về các chị. Còn nếu như là fake á, nó như tương đương với hàng mà 150-160, các chị không nhận ra là hàng fake đâu các chị nhá. Mặc lên nó vẫn rất là xinh, còn hàng da là của bền tại người. Các chị mặc lên này, các chị treo lên cho em, không cần giặt nhá, quần da không cần phải giặt. Thỉnh thoảng 1-2 tháng thì nộn ra xong là gọi là ấy nước hoặc là xong là ấy qua đi thôi. Chứ hàng da mà ngày nào cũng giặt thì thôi, 3 hôm là hỏng cái quần. Kể cả chị có mua hàng da tiền triệu nhá, cổ bền tại người. 3 size ML thanh lý nốt 85.000 đồng. Quần da nhá, yên tâm, màu đen mặc không hề bị phách luôn. Y hệt như bởi vì bản thân em cũng bán những cái quần da mà em bán là 120, 130, 160.000. Nó vẫn rất là ok nhá, bản thân em cũng mặc luôn nên các chị yên tâm nhá. Phao trên là 197.000 ạ. Đây còn hàng tàu đây. Hàng tàu thì mỗi màu em còn một chiếc thôi. Hàng tàu là em còn sót mỗi màu một chiếc thôi. Hàng tàu là em bán là 135 thì em xả lốt các chị là 115. Ghi là quần da hộp. Mã này các chị là quần da hộp này. Cái này hàng tàu này. Hàng tàu thì to hơn, nó rộng hơn. Đấy nó hơi xem nhau. Cứ gọi là quần da hộp đi. Em có màu đen và màu lâu. Mỗi màu có một chiếc thôi nhá. Rất là xinh luôn. Cái này là da ướt, cái này là da ướt này.
Cái này thì bác nào to cao thì mặc nó sẽ hợp hơn, cái quần vừa lấy thì nó bé hơn nhá. Mẫu này các chị là quần da hộp xà 115, mỗi màu có đúng một chiếc thôi, một đen một nâu nhá. Đấy, như cái này thì em vất lên trên kia để không làm mai, có một chiếc là các bạn ấy đào ấy. Rồi nhá chị Đại Lâm Mộc, em thấy rồi nhá. Đồ bộ em vừa livestream rồi, tí nữa em sẽ like lại đồ bộ ấy chị nhá. Đồ bộ à? Đồ bộ à? Có bộ tăm thôi, có bộ tăm là có nhiều thôi. À có bộ len, các chị có thích len bộ len không, em xả lốt bộ len à? Ui em tưởng dịch mọi người sẽ không mua hàng cơ. À, em mới giờ vội xả cái này chứ dịch cái này mà mọi người còn mua nhiều hơn là sao? Nhìn chưa? Áo này hàng đắt của em đấy. Định hôm nay mặc đầu livestream áo này đấy. Nhìn của em cái tâm này, tâm muối tiêu này, tang mát phun tang này, xịn sò chưa, tâm muối tiêu này. Đấy, trễ vai cho em mặc cái chân váy siêu đỉnh này. Mẫu này các chị ghi là lơ trễ vai đi, lơ trễ vai này, hàng 160 em xả luôn các chị này, 130.000 viên. Hình như con này có 30 chiếc, duy nhất màu này, duy nhất màu rêu thôi. Đây con này mặc mix với chân váy cúc ấy, chân váy cúc. Chân váy cúc xả lót đi. Áo này mặc với chân váy cúc rất là xinh, xinh chưa? 130.000 nhá. Em xả là em xả là em nói là em xả nhá. Còn để mà bán thì em phải bán là 160 ạ. Mix với chân váy cúc hôm nay em xả 128.000. Này, cúi xuống không hề hỏi một chút nào luôn. Trễ vai này, đấy các chị này. Đẹp quá. Cho các chị có thể mặc trễ vai này cho em, trễ vai lơ. Trễ vai lơ các chị mix với cái chân váy cúc này. Chân váy cúc này thì em bán siêu đỉnh vừa đúng hả chị ơi. Bác nào mua cái chân váy cúc này nhà em thì biết rồi, bán siêu đỉnh luôn, là cái chân váy điệu nhất mà hiện tại em bán được nhiều nhất luôn. Cách đây tầm nửa tháng thôi, em mặc vào rất là đẹp. Tầm đấy thì mặc với áo tay bồng các thứ gọi là bán siêu siêu đỉnh luôn. Không có hàng mà gọi là lúc nào cũng ở trong tình trạng cháy hàng. Nhưng mà bây giờ thật sự là em không chui vừa nữa rồi. Chỉ có một tuần sau thôi là em đã bắt đầu là không chui được vừa nữa rồi. Em thanh lý luôn cho chị luôn 128.000 đồng chân váy cúc nha. Và cam kết các chị đây là hàng tàu, em không chơi hàng Việt Nam nha. Cái này trên thị trường luôn. Trên thị trường nó có hàng Việt Nam, bây giờ nó có hàng Việt Nam cắt rồi. Hàng Việt Nam cắt nó chỉ rẻ hơn so với hàng tàu một ít thôi. Quá trời lêu chạy vai này. Con này có đúng 30 chiếc thôi và cái tông màu muối tiêu nhìn nó sang kinh khủng khiếp luôn các chị ơi. Và quan trọng là các chị sẽ không thấy nhà người khác bán luôn. Em mà biết mọi người chốt nhiều này em không tiếc, em không bán về giá 130 đâu, nhìn căm nhìn em tiếc quá trời luôn đấy. Đây. Bảng màu trên này cúc em không? Còn mỗi màu be thôi. Hết những màu kia rồi đúng không? Thế chân này cúc em còn mỗi màu be thôi nhá, em xả lốt 128. Đấy mix với cả cái set đồ này sang lắm. Nhá, lên mua đầu tư cho em cái này. Chân váy cúc 128.000, 3 size S và L. Đây, bên trong của nó là quần này. Quần các chị tự tin các chị mặc cho em này. Bên trong của nó có quần bên trong luôn. Được chưa? Hàng tàu nhá. Hàng Việt Nam nó rẻ hơn có 10-20.000 thôi. Nó không rẻ hơn nhiều đâu. Nhưng mà nhìn form nó khác hoàn toàn. Form nó sẽ bé hơn, nó cứng hơn và nhìn form nó không được đâu. Ở nơi chạy vai không có size nhá. Nó có giãn mà chị ơi. Chất tâm nó có độ giãn nhá. Duy nhất một màu. Áo trễ vai nâu các chị nhìn em cái màu của nó này, màu tiêu này, màu tiêu này sang chảnh cực kỳ luôn, sang chảnh cực kỳ luôn. Đây các chị gái này, mix này đấy, nhà em là hay bán được mấy cái kiểu này này, những cái kiểu bomber rồi là những cái kiểu là áo lì áo liếc là nhà em bán chậm lắm, nhưng mà cứ cái kiểu này luôn là bán rất là đắt hàng. Quần dạ Q20 về đủ màu chưa Nhung? Hôm trước đẹp quá, về đồng nghiệp cũng muốn mua. Em cảm ơn chị nhá. Em đang đợi hàng về đấy. Chắc là 1-2 hôm nữa là Q20 về đủ màu đó chị rồi. Đấy, em cảm ơn chị nhá. Có gì ủng hộ em với. Đấy, quần cúc này. Chân váy cúc nhá. Còn mã gì nữa không nhỉ? Quần Nhung bom. À, quần Nhung tăm mỏng kìa. Cứ chị chẳng. Nhung tăm mỏng ấy. Váy tăm luôn. Đây, xả váy nhá. Xả váy với chị luôn này. Chân váy cúc này còn ít thôi, con này còn ít thôi các chị nhá. 3 size ML 40 đến 55 cân.
còn nhung bom máu hết. Mà vậy à? Sao không? Kia kìa, có vài chiếc đấy. Đấy, cả một chồng bê lốt chồng đấy ra đây chị Thanh nhìn hốt đi. Quần tây hôm nay em không live stream được quần tây đâu chị ơi. Quần tây nó có sai số lằng nhằng lắm. Phải một riêng một live stream cơ. Như hôm trước em riêng một live stream quần tây. Quần này các chị biết là quần nhung mỏng nhá. Mỏng là em nói là mỏng, dày là em nói là dày nhá. Quần chân váy cúc em xả 128 chưa? Chân váy cúc xả 128, 3 size ML 40 đến 55 cân. Đây quần này, để dành con này mình đi chơi Tết. Năm nay nó hot trend cái chất tăng nhung này. Em bán là 145, các chị hãy tua lại livestream. Hôm nay xả lốt 128 nhé. Mẫu này các chị đi là quần nhung bom này. Quần nhung bom nhá. Cái này là chất mỏng, em xả lỗ 85.000 luôn. 3 size F à 4 size ML XL, 4 size 3 size nhỉ. ML XL ML. Ờ ML XL các chị ơi, 4 size nhá, 40 đến tầm 58. Thời tiết là bác nào ở trong miền Nam thì mặc nó sẽ phù hợp, còn bây giờ Hà Nội thì hơi lạnh. Hà Nội thì những cái thời tiết gọi là trời nắng nắng ấy, ban ngày các chị mặc ok. Nhá, họ còn hôm nào mà trời gọi là gió mùa lạnh về thì không ấy, còn thời tiết lại các chị cần ok ở thời tiết trời này sẽ nắng nắng. Nhá, mỏng là em nói là mỏng, dày em nói là dày nhá, xả lỗ 85.000. Đi qua là quần nhung. Quần nhung bom. Bom. Chân váy cúc hôm trước em mua 160.000 đó chị. Đem vãi giờ chị mới bán. Chị bán lâu rồi mà, bán cách đây 1 tháng rồi. Nhưng mà bán 1 tháng trước là bán 145.000. Nhung ống bom, đây ống bom này chị ơi, ống bom các chị ơi, ống bom nhé, 3, 4 size ML, XL. Đấy các chị miền Nam mặc ok, bản thân em là hè. Các chị ạ, mua để dành hè, mặc cái con này chất rất là phê. Những cái chất này mặc mùa hè cực kỳ mát cho em. Còn mùa đông đến thì em nói thẳng là nó hơi lạnh một tí. Thật sự luôn, có gì là em nói thế luôn nhá. Dáng quần bom đây chị ơi. Đây dáng đây nha, em dơ các chị dáng. Đây, rất là dễ mặc này. 4 size ML, XL. Nó hơi rộng trên ra lại dưới là bom chiếc gấu ấu này, chiếc gấu dưới này. Đấy, không đọc tên cho đơn chứ. Cứ văn mình mã kèm số điện thoại là sẽ được gọi điện cho đơn nhá. Bác nào tâm mình chưa bên gọi điện trước hết hàng thì thôi ạ. Đẹp quá, áo này đẹp nhỉ, không muốn cởi ra luôn. Xinh nhờ. Sao hôm nay không bảo là chị ơi xinh thế đừng có bán rẻ thế. Yêu ơi, tao không chị treo lên nó không xinh rồi. Nó treo lên thế thì thấy rồi. Ôi trời ơi, em tiếc quá. Mình định bảo là mặc đồ lên stream đi. Để lại một cái mà mặc. Đây, ba người nhà em đây đều bảo là chị ơi xinh quá. Này. Thì mã mới về thôi. Mặc lên bảo là Nhung ơi xinh quá, đừng có xả. Em ơi, tiếc quá. Đây cho con cái áo nhung, cái áo nhung ấy kìa, áo nhung trong cái túi kìa, còn có ấy kìa, 20 chiếc rồi bán lên. Đấy, sẵn sàng mà chưa? Bây giờ trời lạnh rồi em lười bán những cái thể loại này này. Em bán những thể loại dày cơ. Đấy, sơ vin vào là đẹp chưa? Cúi xuống này. Quá đẹp. Để em tết mặc cũng được các chị ạ. Áo nhung này cũng xả luôn các chị luôn này, 99.000 đồng luôn. Áo nhung này cũng điệu này. Áo này mặc có duy nhất một màu thôi. Nó có những cái màu khác, có màu be biết các thứ ấy. Nhưng mà cái tâm đấy nó xấu lắm. Em chỉ lựa chọn đúng màu màu đẹp thôi để em bán thôi các chị ạ. Em chỉ chọn đúng màu đẹp thôi. Màu đen là chất của nó, chất tâm thường. Nó không phải là tâm tiêu này, nhìn nó xấu lắm, nhìn nó quê lắm. Cái này nó đẹp ở cái tâm này này. Cái họa tiết tâm tiêu này. Đây các chị ơi, ở bên ngoài nó xinh hơn, nó đậm hơn và xinh hơn này. Các chị ơi, nó đẹp ở cái họa tiết tâm tiêu này này. Ghi là đếm số lượng nhá. Chị không nhớ chính xác đâu, có 20 hoặc 30 con nó ở nguyên trong một cái túi ở góc đồng này. Cái này xin 30. Ghi là đếm lại số lượng, không về nữa đâu. 99.000 đồng, tương tự như thế. Những cái dòng điệu này này, mọi năm em chạy cực kỳ nhiều. Nên năm nay khổ lỗi là bụng nó to, nên là mix vào nó không được đẹp rồi. Là bán luôn, em lười nhá, năm nay em chỉ bán những cái form rộng rộng ấy, mặc nó sung suông thôi. Những kiểu này thì mọi năm em chạy nhiều, rồi là chân váy điệu. Cái này mặc áo này nhá, mặc với chân váy dài, đến đây này, đẹp đỉnh đầu chóp luôn. Áo đang mặc là áo trễ vai chị ạ.
Chị ba lô. Mẫu này các chị là áo nhung ren đi, áo nhung ren 99.000. Áo nhung ren 99.000, áo này hết rồi. Em xinh quá em mới cứ mặc lên ấy. Hết rồi các chị ơi, có 20 30 con ấy, chắc là không phải 30 đâu, em cũng không nhớ chính xác là 20 30 con đâu. Cái màu ở bên ngoài các chị còn thấy phê hơn, đẹp hơn cơ. Nhìn này, em chỉ thích mỗi cái họa tiết mối tiêu này này. Chứ cái màu đen mới là màu be của nó, sẽ là cái tâm giống như tâm của cái bộ Mickey ấy. Bộ Mickey thì mặc lên đẹp chứ tâm mà cái thể loại đấy lên thì lại không đẹp. Thôi chuyển sang áo nhung ren đi. Thôi em cởi ra đây các chị cứ chốt áo trễ vai. Hết này. Nhung ren đó chị ơi, 99.000 đồng. Áo này cũng đẹp này. Hồng, Huyền ơi hộ chị cái nhung kia hôm nay xả lốt đi. Áo đấy là nhiều. Nhung ren này 99.000 đồng. Áo hồng xanh đấy. Áo pha kia luôn, bạn xả lốt đi. Phao ghi lê kia là 197 chưa? Giá chạy dịch ạ. Hà Nội hôm nay các chị biết bao nhiêu ta ở đấy. Đây em Thanh Nhí nhá. Lay vừa kịp nhận được áo len tít. Đúng hôm rét mưa gió ai cũng khen này. Chị bảo mua có 400.000 à, chị bảo mua 400.000 ai cũng khen mà chị mua có 169.000. Chị buôn quần áo được rồi đấy chị ơi. Em cảm ơn chị nhá. Ai lấy mẫu này các chị ghi rồi này. Áo nhung ren đi của em nốt nào, 99.000 đồng. Mix này thì nó không được đẹp lắm, mix với chân váy xong là kè trước các kiểu á thì nó sẽ hợp hơn nhá. Em chỉ mặc qua qua này thôi. Áo này tối qua mới bán xong này, áo phao ghi lê mặc rồi, áo phao ghi lê kia là 197.000. Nó có hai kiểu, một là kiểu hộp. Nó là có hai là kiểu là sau giờ lại các chị thích phao ghi lê đấy nhỉ. Kiểu kia là kiểu hộp này, còn một kiểu là kiểu trơn. Đằng sau của nó này là kiểu trơn hai bên túi, các chị nhìn rõ em nhá. Phao ghi lê này, hộp thì em có màu màu trắng à, màu đen này. Hộp thì em có màu hồng và màu này các chị ghi là màu rêu, à, màu xanh này, màu xanh rêu nhá. Thì là kiểu của nó kiểu túi hộp, còn màu be này, màu be sáng này và trên kia là màu be tối thì nó là cùng một kiểu với nhau. Em bán đồng giá là 197. Áo đang mặc xả đồng giá 99.000, cardigan túi không à? Không nhớ là mã gì luôn. À túi Tết á, hết hàng rồi chơi. Chỉ còn mỗi màu be thôi. Cardigan đấy thì em vẫn bán là 218.000 nhá. Áo này hôm nay xả lốt luôn đấy chị luôn này. 168. Áo này xả luôn, tối hôm qua vẫn bán 168.000, hôm nay xả luôn các chị 150.000 đồng luôn. Ok chưa? Nhung tiết kèm số điện thoại. Áo nhung tuyết kèm số loại 150.000 đồng luôn, xả lỗ luôn. Áo đang mặc các chị ghi là áo nhung ren. Nhung ren 99k. Em đã bảo là hôm nay em xả lỗ là xả lỗ mà các chị ơi. Em chưa em chưa cài cúc vào các chị luôn này. Xinh chưa? Tay ren này. Nhẹ nhàng, 99.000 đồng. Nói thẳng ra là 100.000 đồng đi. Ủa, các chị làm tròn cho em 100.000 đồng đi. Làm tròn em 100.000 đồng đi, xem là nó có xứng đáng đồng tiền các chị bỏ ra không. Bây giờ các chị bỏ cầm 100.000 giờ bán được cái làm được cái gì đúng không ạ? Mà năm nay làm gì có hàng nữa đâu. Bây giờ dịch dã này, chợ Linh Hiệp đóng cửa rồi. Linh Hiệp là tất cả những gọi là chợ được buôn lớn nhất rồi đúng không chị ơi? Mà bây giờ đóng cửa rồi thì còn chỗ nào mà có chỗ hàng để mà cho các shop nhập. Các shop nhập thì auto là Linh Hiệp rồi. Mà năm nay là dịch như thế này, người ta không dám gọi hàng nữa đâu. Em cũng không dám gọi hàng nữa. Nên các chị đừng hy vọng là Tết có hàng mới đẹp mà mặc. Các chị ạ, à, đừng hy vọng. Năm nay chỉ có hàng cắt lên ngôi thôi, chứ hàng tàu bây giờ không có ai dám gọi nữa rồi. Mà hàng cắt thì tầm này các chị diện thì các chị mặc ở nhà. Nhưng mà để mà Tết các chị chơi hàng cắt thì không có đúng không ạ? Tết cả năm có một cái Tết gặp bạn bè người thân mà mặc hàng cắt nữa.
hàng cắt là hàng lỉ, hàng 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 lỉ rồi là hàng bộ biết các thứ ấy thì là hàng cắt, còn hàng len này thì không, hàng len hàng phao thì có, cũng có hàng cắt, nhưng mà hàng phao hàng cắt Việt Nam thì nhìn với hàng tàu thì nhìn, nhìn hai cái form các chị nhận ra ngay. Ủa, còn hàng len thì yên tâm không bao giờ pha được hàng Việt Nam, vì là hàng len làm Việt Nam mình chưa chưa làm được ra len, làm được rồi nhưng mà rất là đắt, không cạnh tranh nổi đâu, nên các chị yên tâm nhá. Xinh chưa? Áo này các chị yêu em là gì? Nhung tuyết kèm số điện thoại, mẫu chụp rất là đẹp luôn, cho em xả lỗ luôn 150 được chưa? 179 xả 150, hôm qua em xả lốt 168 rồi, hôm nay sale sập sàn, hôm đầu tiên em bán là 179 nhá, hôm nay em sale sập sàn các chị 150 này. Em có màu này các chị là màu xanh, nhung tuyết em có màu xanh, nhung tuyết em có màu hồng, và màu này các chị là màu đỏ, rất là đẹp luôn. Mẫu này em rất là ưng luôn này các chị ơi, năm ngoái gọi là tranh nhau luôn, cái đợt tháng 12 đấy, cái tháng 12 là các chị rất là chuộng nhung tuyết, tháng 12 rất là chuộng nhung tuyết và chất chất len nhung ấy, bởi vì là tầm đến nó lạnh, các chị mặc những áo này nó mới gọi là ấm và giữ nhiệt được, các chị mới đủ nhiệt để phục vụ của các chị luôn. Còn bộ nhung, đúng rồi, chị không nhắc đến em quên mất, bộ nhung của các chị đây, bộ nhung này sale hết. Bộ nhung gấu hôm nay về các chị thêm 100 bộ như là nhà em đóng rồi, còn chỗ này còn tương đây nữa thôi. Bộ nhung gấu em bán luôn các chị luôn rồi, hôm nay xả lốt rồi. Bộ TB đã, lên bộ TB. Nhung tuyết kèm màu kèm số điện thoại nhá, 150.000 thôi ạ. Hồng, xanh và đen, à hồng, xanh và đỏ. Ghi lên vừa livestream rồi thì các chị chịu khó tô lại ra nha, em qua mẫu cứ một lúc là treo ghi lê trên đấy, là cứ một lúc là ghi lê này. Phao vừa nãy là em xả đồng giá 197, phao ghi lê nhung hôm nay em xả đồng giá 197.000 đồng ạ. Thấy giờ đấy, ui 11:30 rồi cơ. Đây lên nốt bộ các chị nhá, có khoác dạ không? Thôi giờ đi về đi, không mệt lắm. Mẹ hồ con đến nội sữa quá. Có khoác dạ không? Khoác dạ em không? Chẳng còn một mã khoác dạ nào, khoác dạ thì em bán chạy lắm. Đề đến đâu hết đến đấy. Nhá, áo nhung xả 150. Xanh này, hồng và đỏ. Nhung tuyết. Bộ TB hàng đắt đây, em bán là 179, hôm nay xả lốt 165. Nhung TB nhá, nhung TB. Sữa đấy cũng được nhỉ. Còn len túi hộp không em á? Len túi hộp là len nào? Len túi Tết á, hết hàng làm gì còn. Con đấy bán nhà em phải bán đến mấy trăm rồi. Về hôm nào hết lên đấy. Ngọt hơn chữ ngọt. Không ngọt, không phải là sữa. Bộ nhung TB 165. Không gặp vừa cái quần đấy nữa rồi. Bộ nhung TB lốt 165 này. Ai lấy bộ nhung đi là bộ nhung TB 165.000 nhá. Bộ lụa có về nữa không Nhung ơi á? Có chị ơi, nhưng em về mẫu kiểu hai tầng bèo khác với mẫu bình thường bán nhé. Mấy hôm nữa nhá. Hồng trắng dưới cùng là gì vậy bạn? Cái áo đấy là áo gấu ép đầu livestream em xả rồi đấy. 170.000 đấy. Áo đấy là áo len ép. Bộ nhung TV nốt 165 này. Hành lý nốt. Bộ gấu lại bán siêu đắt hàng. Bộ gấu này thì em không có xả đâu, bộ gấu em không có xả đâu ạ. Hôm nay về 100 bộ gần hết rồi, chỗ này còn tầm chục con, không đến chục con đâu ạ.
Bác nào có đơn thì dùng đơn nhé. Còn bác nào lấy bộ TB đúng không ạ? Bộ TB nhé, cellulose 100 sorry cho chị. Bộ nhung gấu đưa chị mặc. Bộ nhung gấu này mặc nó, em mặc nó thoải mái hơn. Bộ TB thì em mặc nó hơi bị ôm. Bộ nhung gấu này xinh lắm luôn này. 168.000 cho bác nào có đơn thì dùng đơn. Ôi sorry các chị. Bộ này thì mặc thoải mái rộng rãi hơn này. 40 đến tầm 58 60 cân, 60 cân mặc vẫn ok đấy, rộng rãi. Nó có độ co giãn. Bộ này các chị là bộ nhung gấu Pháp Vân Hương Giang Nguyễn mới livestream xong. Tối hôm qua con này nhà em rất là lổ đơn luôn đấy. Hai bên của nó có túi. Qua thì vẫn mọi người vẫn mua bình thường, mà hôm nay đùng một cái là nhiều người hủy đơn lắm luôn ấy. Nay đùng dịch một cái nào. Đây, hai bên của nó có túi này. Bo gấu luôn nhá. Hai bên túi, em sell lốt các chị là 100 à em xin lỗi, có lẽ em không sell 168.000. 168 mã nào bỏ sell là sell, mã nào không sell là không sell. 168.000 đồng. Gấu pu vẫn còn, sợ thật con gấu pu luôn đấy. Con này cất lên trên kia. Cardian nhớ chị ơi, Cardian. Đây có lấy hôm qua khách nhà em mới hỏi xong. Đây bị bom mình một chiếc rồi. Mỗi này các chị yêu em là Cardian nhung nhá. Còn một chiếc màu xanh, bác nào mua con này nhà em thì biết rồi, thôi khỏi phải dở nhá. 185.000 đúng một chiếc màu xanh rồi. Cardian nhung 185.000. À, dưa lê của các chị đây. 185, 165. 185. Dưa em là Cardian nhung. Dưa lê đây, hot zone trong Tokyo livestream này này. 197.000 đây. Em nhung trả 80.000 nhá. Mỗi này các chị ở dưa lê 6 xanh. Hai chiếc ạ, dày và đẹp lắm. Đây trên livestream nhìn rõ độ dày và đẹp của nó luôn. Đây. Nhìn em thớ vải đây, rất là dày và đẹp luôn, được chưa? Mẫu này các chị ghi là vi lê 6 xanh, vi lê 6 xanh 80.000 đồng. Đúng hai chiếc rồi. Làm mẫu một chiếc thôi mẹ ơi. Để hôm nào không không cái này em biết trước tới hôm nay tôi mua cái này. Bộ nhung em mặc là 168 ạ. Bộ này thì em không có xả đâu. Mã nào em bảo xả là xả nhá. Còn mã này em không xả đâu, đắt hàng lắm luôn ạ. Hai bên của em là có túi này. Quần của nó cũng có túi luôn. Và các chị nhìn em mặc nó thoải mái rộng rãi. Như em đang mặc bầu bí mặc rất là thoải mái rộng rãi nhá. Gấu pu 149.000 đồng. Một chiếc màu gấu pu là màu đỏ đấy. Áo gấu pu 149.000 đồng. Con này nó hơi trẻ so với thêm nhà em luôn. Em còn 3 xanh và mấy đỏ nữa thôi. Là hết sạch hàng ở trên mắt kia nữa. Trên mắt là có một đỏ là em cộng đầu là được. 3 xanh, 3 xanh than với là 5 đỏ. Nó các chị là 149.000 đồng. Em bán là 179 xả lỗ 149. Áo len gấu pu này. Gấu pu này, chất rất là đẹp luôn này. Xinh chưa? Gấu pu nhá. Gấu pu là 149.000. Túi này. Túi thật luôn, con gấu theo luôn. Măng tô thì em hết hàng rồi, hôm trước bán nhưng mà hết hàng rồi. Măng tô hiện các chị muốn khác nhá. Em đang đợi bù hàng của khách mà. Bộ em mặc là 168 ạ. Bộ này các chị không nên bỏ qua bởi mặc nó rất là thoải mái, rộng rãi, tay chợ bo chun này. Quần của ở phần dưới nó cũng bo chun, ở dưới gấu luôn. Bộ TB có gấu không em? Bộ TB có bộ gấu không em? Là như nào? Bộ em đang mặc là bộ gấu, còn bộ TB khác chị ơi. Gấu pu xanh nốt 149.000 đồng. Đây TB đây chị ơi. Đây là bộ TB nhá. Gấu pu có cả đỏ nữa. Có cả đỏ nữa này các chị ơi.
áo này nó hơi trẻ so với khách nhà em. Khách nhà em là khách công sở, thế nên là các chị nhìn được cái hình này thì nó hơi trẻ. Chứ thực sự là mặc lên rất là xinh và trẻ luôn ấy ạ. Không hiểu làm sao con này em phải vía luôn. Váy len livestream này chắc là em không xả được rồi, tí nữa em sẽ xả vài cái váy len tăm nó chứ like này thì lượng quá rồi em. Like khác đây nhá. Còn phải mấy like nữa cơ, ít nhất cũng phải 5 like nữa cơ thì mới xả hết được tầng 1. Tầng 2, tầng 3 cũng phải 5 like nữa cơ. Bộ TB 57 cân vừa không ạ? À? Tầm đấy là vừa nhé chị nhá. Tố phu nhá. Đỏ. 57 cân vừa về. Đây, các xong em vết ở đây, mai thì nó là tìm đỏ nó chơi hết dấu phu nhá, còn mỗi màu đỏ nữa thôi, nốt của em nó còn đúng năm chiếc nữa thôi. Bộ nhung chất đẹp hôm nay nhận được hàng, bộ TB hôm trước mua 179, em cảm ơn chị Hương Tạ nhá, thông cảm của em hôm nay em chạy dịch, em xả hàng em chạy dịch các chị nhá, đấy, hôm nay Hà Nội nhiều ca quá trời rồi các chị ạ, sợ lắm. Mặc áo gấu đi ạ, áo gấu phải mặc với quần nữa. Thôi con này em mặc livestream mãi rồi mà, đẹp mà. Không phải mặc đâu dơ là các chị biết là đẹp hay không mà. Mấy cái dòng như này nó dễ mặc chun để phát vào trong đó thì vì là phải mặc. Đây màu đỏ đây. À đơn hôm nay đóng xong chưa nhỉ? Còn tập đơn thì chưa đóng xong đấy, nhưng mà sợ mai lại thiếu. Bố em mặc là 168, đây màu đỏ đấy. Đây ướm vào các chị xem này. Q10 em hết hàng rồi. À Q10 còn hàng, Q10 em còn đấy chị ơi. Đây nhá, bố pu, cúc của nó là cúc thật trẻ này, mặc với chân váy xòe đẹp lắm. Cúc của nó cúc thật, dơ gần cái xem chất. Đây, nhìn em chất này. Cốc của nó cốc thật. Đấy, các chị cởi ra cho em rất là xinh luôn. Còn đúng 5 chiếc màu đỏ và 3 chiếc màu xanh em mới trả giá này nhá. Còn bình thường em bán 179. Tiếp này. Váy len tăm, cái chồng váy len tăm để lại lên. Đây váy len tăm đây, em thanh lý nốt cho chị luôn. Bộ em like rồi đây, đang bộ đấy. Còn hết bộ rồi, chỉ có mỗi bộ này thôi. Mẫu này các chị là bộ len, à còn bộ len nữa thôi. Còn bộ len nhá, quần ống bo hay suông. Bo chưa? Đây, ống của nó bo dưới gấu này. Đây nhá chị nhá, em đang bầu mặc vẫn rất là thoải mái. Với chị bầu 6 tháng mặc vẫn ok nhá. Bo dưới gấu, hai bên của nó có túi. 40 đến tầm 60-62 cân nhá. Mặc điều quan trọng là các chị mặc nó phải thoải mái, dễ chịu đúng không chị? Đây. Mẫu này các chị là váy len tăm, hôm nay sale lốt các chị luôn này. Em còn vài sale. 3 sale, 3 xanh. Không, ở trên mắt là em phải cộng thêm 4 nữa. Mỗi màu trên mắt ở trên nhà tầng là còn một màu ở chiếc nữa này. 3 sale, 3 xanh với là mấy lâu? 4 lâu, 3 sale, 3 xanh, 4 lâu. Váy tăm hôm nay xả lốt các chị 188.000 đồng. Chưa xả giá này luôn. Tùng đâu mẹ? Tùng ngủ chưa mẹ? Tùng 2. Cô ấy đã mặc 168 chơi hot girl Hương Giang Nguyễn mới livestream xong. Các chị muốn xem thì vào trang cá nhân của hot girl Hương Giang Nguyễn xem livestream, xem form nhé, xem form. Người ta mặc như thế nào nhé. Còn yên tâm bộ này rất là đẹp luôn cho em, tối hôm qua em chạy trăm bộ luôn đấy. Tối hôm qua em chạy trăm bộ trên livestream luôn đây này. Hôm qua là có 40 bộ sẵn, hôm nay về 100 bộ mà chỗ này còn có chục bộ đây này. 65 cân chị mặc váy. Còn bộ 65 cân thì chị mặc bộ tăm này. Không hết đen rồi chị ơi. Bộ gấu mặc thoải mái hơn chị Oanh ạ. Mặc thoải mái hơn nhiều. Chị ơi chị ghi em là bộ gấu nhá. Không là mai nhân viên nhà em nó ngáo lắm. Nó không biết mã nào. Nó ghi em là bộ gấu nhá. Còn quần nhung không ạ? Quần nhung gen thôi. Hôm nay em chỉ chạy quần nhung gen nhá. Q10 thì còn đấy, nhưng mà còn 1-2 chiếc. Váy tăm 188. Những cái dòng suông suông này nó rất là dễ mặc rồi.
Các chị suôn mặc này thôi, nhiều hot girl mặc lắm nên các chị không cần phải mặc nữa nhá. Váy tăm em có màu rêu, em có màu lô và em có màu xanh. Váy tăm thì em chỉ xả mỗi mã này thôi, còn chẳng có mã nào nữa. Váy tăm nhẹ, váy nhà em bán hết hàng lắm. Đúng rồi, phải xả. Váy len cổ V em không có, hết hàng rồi ạ. Cái váy này thì ngắn tay em bán rất là đắt hàng mà không hiểu sao dài tay lại chậm thế. Tại vì dài tay chưa có mẫu mặc. Hot girl người ta mới livestream ngắn tay thôi. Ngắn tay em bán siêu đắt hàng. Tiếp này đó chị đẹp ơi. Quần này, chân váy này, gì nữa nhỉ? Áo phao ghi lê này 99.000 em ạ. 99.000 nốt áo phao ghi lê này, nốt cho ba ngày cuối livestream này. Còn bộ nhung mẫu nữa không à? Có bộ TB vừa đấy em mặc rồi đấy. Bộ TB. Bộ có bộ mũ nữa, bộ mũ đắt hàng nhưng mà hết sạch rồi. Có nhiều bộ nhung lắm. Nhưng mà bộ này thật sự là với em là một siêu phẩm đấy. Bộ áo phao 99.000 đồng. Phao mẫu này các chị ghi là phao 99k. Em có màu này các chị ghi là màu be. Nó mỏng thôi, các chị mặc bên ngoài, ví dụ các chị làm công việc lặng nhọc. Các chị làm công việc lặng nhọc này, hoặc là các chị đi ra ngoài đường, các chị chỉ gọi là cái áo phác nhẹ thôi. Cho nó gọi là giữ ấm hoặc là đỡ bẩn, các chị gọi là đi gọi là thoáng qua thôi. Thì các chị mua cái áo này nhá, ủng hộ em nốt 99.000 đồng. Em có màu này các chị là màu be. Màu này các chị ghi của em là màu bò. Và màu này các chị ghi màu be này, màu lâu và màu này các chị là màu đen. 99.000 đồng. 99k các chị ơi. Rẻ hơn từ rẻ luôn, hay là cấy gặt đấy. Các chị mặc áo này cho nó đỡ phí các chị ạ. Nói thẳng ra 100.000. Còn em cam kết các chị là hàng tàu nhá, không phải hàng Việt Nam đâu nên các chị yên tâm nhá. 99k. Cái form của nó đơn giản quá. 99.000 đồng nhá. Lâu, be và đen. Không phải đếm ạ. Mã này nhiều lắm. Mã này phải còn tầm 50 con đúng không? 50.000 à 99.000 đồng. Màu be thì còn ít thôi, màu be thì còn tương đấy thôi. Còn trên tầm 3 còn đầy màu màu trắng à màu đen. Váy trên là xả 188 chơi. Váy của V em hết hàng rồi ạ. Có 99.000 thôi. Các chị ơi ghi em là phao 99k nhá. Tối nay nhà em like nhiều mã phao lắm. Không là mai các bạn ấy nhầm mã đấy. Phao 99k nhá. Be này. Be này, nâu và đen nhá. Hoặc là các chị có thể mua cho mẹ mình mặc cũng được. Các bác U40, 50 tuổi, 60 tuổi mặc áo này nó nhẹ. Các chị ạ, mặc nó nhẹ. Các bác mặc cái áo len 3 phân, mặc cái áo len bên trong xong mặc những cái áo này này. Hoặc các bà, các cụ mặc áo này vẫn ok luôn. Nó gọi là phi độ tuổi luôn. Áo này gọi là phi độ tuổi luôn các chị ơi. Nhá, 99.000 đồng, nhắm mắt cũng mua được. Em thanh lý nỗ luôn. 99k. Be này. Nâu và đen. Đây bộ nhung đây, cho em một tí. Em đưa hộ chị bộ nhung tay đây. Đây. Bộ len tiếp nhá, xả lốt bộ len tiếp này. Để em tăn lại đi muộn quá rồi các chị. Còn áo len mỏng 40k không chị á? 40k là áo nào nhỉ? À còn đấy. Áo mỏng 40k còn đấy. Đây các chị ơi, bộ nhung TB đây. TB đây nhá. TB này là 165. Giá này giá em xả em bán 179 ạ. Em nhập đắt hơn con này nhiều. Nhưng em còn bán rẻ hơn nhé. Tại vì bộ này thì phong nó hơi nhỏ nhé. Bộ nhung TB đấy. 179.000 xả 165. Quần đây. Dưới là bo gấu đây. Hai bên của nó có túi. Đây là bộ nhung TB. Còn bộ em mặc là bộ nhung gấu. Còn áo lỉ không á. Áo lỉ á. Nhà em có bán áo lỉ bao giờ đâu. Ít khi bán áo lỉ lắm. Áo len mỏng 40.000 thì bây giờ em còn màu màu vàng này, màu lâu này, hết rồi đúng không? Còn tưng đây nữa thôi này. Vàng này. Đó. Giá vận đơn nào? Giá như nào? Lâu còn một chiếc. Lâu còn một chiếc Queen 10. Queen 10 không có ở đây. Queen 10 là hai cái khung. Hai cái khúc ơi. Đưa đây con giả mẹ ơi. Còn mỗi màu
màu trắng, còn chắc còn một chiếc thì nó không biết còn không ạ? Nhá, em thấy ở đây có mỗi màu vàng, á trắng như kia, phòng trắng như mây đen bổ vào với nhau để ra ra đây. Đây còn tâm đây thôi, các chị ơi, là hết sạch rồi, đây. À không phải, cái này không phải đâu, cái này là áo chị cổ chéo bộ á. Đen. Con chèm. Còn mỗi màu vàng may ra trên nhà còn trắng đen, em không chắc là còn đâu. Bộ nhung TB em xả 165 gì ạ? Ok, chị Dung Hiếu nha, em cho đơn rồi. Đen trắng vàng, không biết là còn không chị ơi? Mẹ vất riêng ra thì áo hay gì hôm trước bảo bao tìm bao nhiêu lâu không thấy. Trời ơi, cái váy này tiếc rẻ này, mùa hè này. Nhập cao lắm luôn ấy, nhưng mà nhà em không bán được mấy cái thể loại này, em lùn ấy. 160.000 xả 50.000. Mẹ cứ lém đi con xả lốt đi. 160.000 xả 50.000. Nghiêu em là váy 2 dây mùa hè. Váy 2 dây mùa hè nhá. Có 2 chiếc đúng không ấy? 2 chiếc đó chị ơi. Có 2 chiếc thôi. Đấy áo len mỏng đấy. Đây áo len mỏng vẫn còn trắng đen này các chị ơi. Mỗi màu còn 1 chiếc. Một trắng, một đen và vài vàng. Áo len mỏng trắng đen và vài vàng nhá. Nốt 40.000 đồng. Không 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 không. Cái vàng này là khác. Đây là váy à? Đây là đúng như này. Đây là cái quần. Thành nhanh đi. Ba quần. Bộ ba. Đây sẽ là chi tiết đó. Không ba. Không bộ ba món. Ô không trước. Không xả. Em bảo chị xả không được. Chị xả mà. Không ở trên kia mà chị xả không được. Đâu áo này là áo quay mà. Áo quay là bộ. Ô cái bộ đấy hôm trước cái Nhung nó còn bảo là để lại cho nó, chị còn bảo không bán để chốt cho khách đi rồi mà. Bộ ba xếp thì đi. Ok chị nhá. Hả? Tại vì hôm em ấy không. Ở dưới này. Nhìn màu cam hôm nay có được không? Anh còn một xếp trên kia. Anh còn một xếp trên kia. Sao mà dở người thế? Hôm trước xả thì cứ lấy tiền ở đấy đấy, 100.000 chứ có vẻ ít đâu. Còn quần nhung dày không? Hát rồi, quần nhung dày hôm trước em xả hết sạch rồi. Đây là cần váy 2 dây à? Váy 2 dây. Mẫu này các chị ghi yêu em là gì nhỉ? Cái này cũng là váy 2 dây đẹp chưa? Đây màu đen mấy chiếc này. Thôi, cái này vứt ra sau. Xả lốt cái này trước. Cái 2 dây này mẹ đưa cái đen đấy. Đen cũng có đây này các chị ơi. Đen 2 dây mùa hè đen này. Đen 50.000 đây này. Toàn hàng hãng đây trước. Toàn hàng hãng đây trước, mua đi ngủ cho em. Lâu quá. Đây nó là cái này đây, mẹ đưa cho đây để cho con, để con buộc vào hôm mai vào đấy là lâu thì 50.000 đồng luôn nhá. Hai cái để buộc vào với nhau. Đây. Đen đây. Mặc đi ngủ cho em cho nó mát. Rất là dáng đây, của nó dáng cao. Đây đen. Đen. Mấy cái đen? Hai cái. Hai mã nó khác nhau rồi không? Cái này khác rồi. Ta từ đấy cứ loại tiền. Dùng cái tem. Bộ mặc ở nhà em hết hàng, vừa em xả rồi. Có bộ em mặc, các chị mặc ở nhà thoải mái mà. 168.000 bộ này không mua, mua bộ nào nữa. Các chị ơi, xinh xắn như thế này, mặc nó thoải mái, dễ chịu như thế này. 168.000 đồng, rẻ hơn chứ rẻ luôn. Bà đèn giống nhau luôn. Rồi lại váy mỡ trên màu lâu. Chị ơi ghi em là váy 2 dây đen, à váy 2 dây mùa hè đi. Hôm mai nhân viên nhà em nói lại nghĩ là váy 2 dây len mùa đông, nó lại cãi chị nhà em làm gì có 2 dây bị len nữa. Chị ghi là váy 2 dây đen mùa hè của em lại. Đây, váy tăm màu lâu đấy chị ơi. Đây màu đen đây mẹ buộc vào với nhau này. Thế không còn mai xong rồi bắt vào đây này, mai không bỏ nó lại tìm. Kiểu hai cái màu đen nhá, xả 188.
À cái kia là áo len rồi. Cái này 4 cái viên. Áo len mỏng thì chưa có giống đâu. Có mỗi cái này khác. Đem nó khác đi một chiếc áo. Cái này có đúng 33 chiếc này đó chưa? Cái này có đúng 3 chiếc này. Len ép chuột hồng. Len ép chuột hồng có đúng 3 chiếc. Lớp các chị 170.000. Len ép chuột hồng có đúng 3 chiếc. Chị không biết trên mắt còn không. Như hết. Len ép chuột hồng đúng 3 chiếc rồi. 170.000 lớp. Chưa rồi em bán giá len ép như này luôn. Đấy, hai dây vàng chị bảo Lào xe ngắn hơn. À, dáng nó ngắn hơn. Nhưng mà thôi, mã đấy em không bán đâu. Bán xong lại mai lại nhầm. Nhân viên nhà em nó lại đóng nhầm với mã kia, mệt lắm. Ba đen ba vàng. Ba đen hai vàng. Chuột này, hồng này, đây là áo chua. Đen ép này. Xinh yêu luôn, không mua mình mặc, mua cho con mình mặc cũng được. Em thanh lý luôn. Đúng 3 chiếc ạ. Đúng 3 chiếc ạ. 170.000 đồng. Cách đây một tháng những cái dòng này nhé, bà bán hàng hết. Tranh nhau đúng là năm nay đúng là số chó luôn đó chị ạ. Bán tầm đấy có phải là giờ đỡ phải xả không mà lại được giá không? Đúng là cái tầm dịch cứ nghĩ là lạnh lên sẽ bán được giá. Tiêu cơ, các chị ơi em không bán đâu, để lao thịt em bán. À nhầm, để lao lạnh em bán cho nó được giá. Thế mới điền chưa? Còn đúng cái dịch. Đúng 3 chiếc rồi ạ, 170.000. Năm ngoái bán đúng 235.000 mấy cái thể loại này. Áo Mickey. Định cất đi để vào mùa bán 199.000 đấy chứ. Len chuột ép 170.000 các chị ơi, 70.000 gì vậy? 170.000 hộ em gái. Ôi một cái áo. Cái gì mà nó lên mỏng. Váy còn váy đai không ạ? À? Váy đai em còn. Còn màu rêu và màu đen. Váy kèm đai ấy hả? 249.000 hả chị? Một bộ Mickey nhá, 170.000. Em nhận rất vài xong rất vào cái gốc kìa. Mà được đi kìa. Lớp nó là em cắt lại. Lên ép anh chị ơi, lên ép nhá. Đấy, cái giá này bằng với giá các chị mua áo lỉ rồi. Mua kéo len mà bằng với cái áo các chị đi mua với áo lỉ hàng Việt Nam cắt rồi, đúng không ạ? Lên ép siêu dày ấm mà các chị mặc không bao giờ lo lại bị xù. Không đi em không bán ạ. À. Nhà em bán ấy cơ. Bán công sở cho em không bán như cái đồng trẻ trẻ. Lớp cardigan này chốt túi la đến tăng lai đi. Mẫu này các chị là cardigan vin. Xả lốt các chị 165.000 đồng. Cardigan ghi 165.000. Cardigan ghi 165.000 đồng ạ. Ba chiếc. Cốt của nó này. Rất là dày và ấm luôn ạ. Đẹp. Đây. Cardigan ghi 165.000. Nãy chốt cái váy lâu có mũ 159 ở bên mít này. À, cái áo chứ gì? Cái áo chứ gì? Sao lại cái mũ ạ? Cái áo đúng không? Nhắc Cardian mũ ghi. Đây bộ của chị đây. Quên mất, em không các chị không nhắc là em quên luôn. Bộ len đây, bộ SS. Bộ kéo khóa SS còn đúng một bộ. Màu đen bị bong rồi. Hôm nay bộ len em xả đồng giá 199.000 nhá. Bộ len xả đồng giá 199.000. Các chị không nghe nhầm đâu ạ. Hàng 2728 xả 199.000. À, trên live stream thì rõ độ dày. Cầm lặng chữ vào tay luôn. Có cần lên không? Cân lên không? Cho các chị cân lên này. Đi giới thiệu cái cân này. Cân lên các chị xem nó lặng bao nhiêu nhá. Đây để lên đây. Được chưa ạ? Bao nhiêu? Một cân. Một cân. Là một cân.
Gần 1 cân, thì các chị thấy độ dày của nó chưa ạ? Trả đồng giá là 99. Bộ này các chị như là kéo khóa, kéo khóa be, đúng một bộ thôi ạ, 199 nghìn đồng. Cha leo đen to 199.000 đồng. Bộ này cũng rất là nhiều hot girl mặc rồi. Em khỏi dò nhá. Cha leo đen to rất là nhiều hot girl mặc rồi. 199.000 đồng. Cha leo lâu này đẹp lắm. Em mặc cái cha leo lâu nhá. Cha leo lâu nhá, 199.000 đồng. Bộ len kéo khóa mẹ 60 tuổi mặc được không? Không chị ơi, mặc vào là bó thì nó xấu, nhìn nó đưa. Chỉ trẻ trẻ mà thôi. Bộ cha leo. Và bộ này các chị là bộ FF. Bộ FF còn mỗi mẫu này nữa thôi. Hết bộ kéo khóa vậy ạ. 199.000 đồng, trả đồng giá 199. Toàn hàng một chiếc các chị phải nhanh tay nhá. Bộ FF này. Cái này là sao ạ? Cái này là bên người ta thanh lý cho em thôi, nghĩa là có vài trăm bộ thôi. Người thanh lý còn có bao nhiêu là ôm hết thì người ta mới để cho em cái giá này. Còn bình thường nhập vào 27, 28 thì các chị vào trang hot đơn đố các chị mua được dưới 400.000. Còn trên live trên đét nhất thì em cũng phải là tầm 300.000 một bộ len. Đúng ạ, một bộ len được các chị mua riêng một cái áo cũng là 150, 160 rồi, cả một bộ len mà các chị ơi, đúng không? Em bán 199.000 chia ra có 99.000 cho một cái áo, 99.000 cho một cái quần. Bác nào mua chất len thì em xem biết chưa? Vừa em cân lên các chị xem rồi đấy ạ. Đây là giá em thanh lý chạy dịch thôi bạn nhá. Còn hôm trước em bán là 225.000 đấy ạ. Em bán là 225 mà em xả 199 là lỗ rồi ạ. Lỗ mất 5.000 rồi các chị nhá. Lỗ mất 6.000 rồi ạ. Ai lấy mẫu này các chị là bộ FF đen. Còn có vài bộ nữa thôi là em hết sạch bộ len, không còn một bộ len nào nữa luôn. Bộ FF đen này. Chất len mềm, co giãn, 40 đến tầm 62, 63 cân, 40 đến tầm 62 cân nhá. Bộ này 40 đến 62 cân. Đây. Bây giờ em tắt like nhá. Chị gái nào có đơn thì đấy nghe điện thoại nhân viên bên em gọi điện chốt đơn. Các chị thấy cuộc gọi nhớ thì gọi lại cô em với. Và chị gái nào mà chưa chốt được tại live stream này thì các chị có thể vào page chính Nhung Mi thời trang giá rẻ. Ủa để cái bộ này chưa ấy à? Bộ lụa beo quá trời. Bộ lụa beo bị bom về một bộ này. Bộ lụa beo bị bom về một bộ 120.000. Bộ lụa mango 120.000 nhé. Thì các chị có thể vào page chính Nhung Mi thời trang giá rẻ và các chị xem lại live stream, các chị tua tua và căn mình tại live stream nhé. Má là còn bên em vẫn lưu đơn nhé. Cái tầm này đang dịch đây là chắc là bên em sẽ hạn chế bên em sẽ xả hàng. Em sẽ xả hết hàng nhá. Cảm ơn các chị gái đã ủng hộ em nhá. Chúc các chị gái ngủ ngon nhá. Mai để nghe điện thoại em với. Hai cái này là chưa.